Hello tất cả các em. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các em nhá. Là thầy đã dạy các bạn rất đầy đủ trong khóa học rồi. Ở bài hình nón này, đúng không? Đấy, các bạn có thể kéo xuống phần khóa học, phần chương 2 nhá. Khối tròn xoay chương 2. Thì các em để ý cho thầy là thầy đã dạy các bạn rất là nát vở rồi. Được chưa? Đấy, thế còn bây giờ là phần ôn tập thôi nhá. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta đã học lý thuyết rồi, còn bây giờ là phần ôn tập thôi. Đấy, có lẽ là phần phần hình ấy thì được ít bạn quan tâm hơn, nhưng mà nó vẫn chiếm một cái tỷ lệ kha khá các câu hỏi ở trong cái đề thi đại học của các em, đúng không nhỉ? Vì vậy là chúng mình sẽ tập trung vào đây nhá. Chữa hết được thì chữa nhá, không hết được thì thôi, được chưa? Thôi, thầy đã nói quá nhiều vấn đề rồi, bây giờ thì học bài thôi. Sao bảo thầy chào toàn nữ, cái cơ bản là toàn bạn nữ chào thầy ấy. Chứ nếu mà các bạn nam chào thầy là thầy chào các bạn nam ngay. Các bạn nữ chào thầy, còn các bạn nam toàn ngồi soi mấy bạn Facebook mấy bạn nữ chào thầy thôi. Các bạn nam không chào thầy mà các bạn toàn ngồi soi ấy, cứ thấy bạn nào xinh xinh chào thầy phát là các bạn nam lại bắt đầu ui rồi thầy ơi sao hôm nay nhiều bạn xinh thế, xong rồi lại bắt đầu add friend các bạn nữ đấy, các bạn thế xong rồi cứ bảo thầy toàn chào các bạn nữ hơn. Rồi chào Đinh Thị Ngọc Quỳnh nhá. Thôi nào, bây giờ chúng ta học hình nón nhá. Chào Trang, chào đến 1 tỷ 500 triệu hàng nghìn tỷ lần đâu đi nữa. Rồi. Rồi chào chào Trần Kim Thắng nhá. Nào, chúng ta bắt đầu vào ôn tập hình nón nhá. Các bạn đã học hình nón chưa? Nào, các bạn đã học hình nón chưa? Học chưa? Những bạn đang xem livestream ở đây, các em đã học về hình nón chưa? Các em nhảy các bạn học về hình nón chưa? Nếu mà các bạn học rồi, các bạn comment cho thầy một chữ rồi. Thế còn nếu mà các bạn chưa học thì các bạn comment thầy một chữ là chưa nha, chưa chưa đó. Em gái này chào đi. Chào bạn Phan Khải Nữ nha. Nào, học chưa? Nếu mà học rồi comment thầy chữ R nào, còn nếu mà chưa học comment cho thầy chữ C nào. Đấy, thế thì ở trong hình nón ấy chúng ta có những vấn đề gì thì ngày hôm nay thì sẽ chữa cho các bạn một vài các câu để các bạn có thể học tốt được nha. Nói chung hình nón nó cũng rất là nhiều dạng bài. Hình nón thì nói chung là cũng có nhiều dạng bài. Đấy, nhưng mà nhìn chung là nếu không phải câu điểm 10 ấy thì nó sẽ rất là dễ. Trần Quý em học hình trụ à? Hình trụ thì cần gì phải học đúng không? Bạn cũng có hình trụ ở đây, bạn cần gì phải học hình trụ. Rồi, thế thôi nhá, thế mình bắt đầu này. Thế trước khi vào bài học này ấy thì thầy nói qua về hình nón một tí. Thì nói về hình nón nha, thì chúng ta sẽ có những cái dạng bài sau. Đấy. Dạng bài đầu tiên đó là những dạng bài cơ bản về hình, những dạng bài cơ bản về hình như kiểu là kiểm tra công thức thôi đúng không? Kiểm tra công thức. Nhóm bài thứ hai đó là nhóm bài hình nón ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện. Được chưa? Ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện. Đấy. Rồi. Nhóm bài thứ ba đó là nhóm bài liên quan tới thiết diện của hình nón, đúng không nhỉ? Thiết diện hình nón. Là nhóm bài thứ ba. Và nhóm bài cuối cùng đó là những bài liên quan đến cực trị. Đấy, thì đây là bốn nhóm bài mà sẽ xuất hiện trong đề thi đại học của các em. Trong bất cứ một cái kỳ thi nào cũng sẽ xuất hiện bốn nhóm bài này. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hay bất cứ một cái kỳ thi đánh giá riêng nào đó thì cũng có nha. Đấy. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ vào việc thôi nhá, chúng mình sẽ vào việc thôi. Thế thầy hỏi các bạn là phần cơ bản này các bạn nắm được chưa này? Thì chúng ta đều biết là cái khối nón tròn xoay ấy được sinh ra khi mình quay một cái gì các bạn nhỉ? Mình quay cái gì ở trong khối tròn xoay thì mình quay cái hình gì thì ra được khối nón tròn xoay các em? Thì các em đều biết là chúng mình sẽ quay một tam giác gì các bạn? Tam giác vuông. Xung quanh cạnh góc vuông của nó. Đấy, ví dụ xung quanh đây. Đấy, khi em cầm cái này em quay một vòng thì em sẽ được một hình tròn đáy đúng không? Đấy, thì chúng ta đã được hình nón. Thế nhưng cơ bản ấy là các em sẽ thấy rằng là vậy là cái tam giác vuông cơ sở này là cái mà chúng ta phải vin vào để tính, đúng không? Thì trong tam giác vuông này chúng ta có ba cái, đúng không nhỉ? Đó là cái R thì người ta gọi là cái gì các bạn? Cái bán kính, được chưa? Cái H, rồi, cái H thì người ta gọi là cái gì các bạn? Cái trục hoặc là cái chiều cao đúng không? Và cuối cùng cái này là cái gì các bạn? Nó là cái L. Cái L này người ta gọi là gì các bạn? Cái L là gì các bạn? Là đường sinh đúng không? Đấy. Thế như vậy là có ba cái vấn đề cơ bản. Bán kính, trục đường cao và đường sinh. Ngoài ra nó còn có góc ở đỉnh nữa nhá, nó còn có góc ở đỉnh nữa thì các em cũng chú ý một tí. Đấy. Thì thầy vừa nói lại cơ bản về cái cấu tạo của cái hình nón thì nó là như vậy. Được chưa? Thôi, nào bây giờ chúng mình vào việc nhá.
Thế thì khi làm hình nón thì chúng mình thường sẽ vẽ mỗi cái hình vuông thôi nhá. Chúng mình mỗi cái hình tam giác vuông thôi là xong. Rồi, ok. Rồi. Nào, thôi câu hỏi số 1 nào. Nào. Câu hỏi số 1. Diện tích xung quanh của hình nón có đường sinh L và bán kính đáy R là gì? Đấy. Thì diện tích xung quanh hình nón là gì các bạn nhỉ? Pi R L đúng không? Pi R L. Như vậy câu 1 của thầy đáp án là C. Các bạn comment đáp án cùng thầy nhá. Câu 1 của thầy đáp án là gì các bạn? Là C, được chưa? 1C. Rồi. Tiếp tục câu 2 nào. Câu hỏi số 2 đây các em. Thể tích của khối nón có chiều cao H và bán kính đáy R là thì nào. Thể tích 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao, mà diện tích đáy thì chính là pi R bình, đúng không? 1/3 pi R bình nhân H. Vậy câu 2 đáp án là B, đúng không? 2 B. Tiếp câu 3 nào. Câu 3 nào. Cho khối nón có chiều cao H bằng 3 và bán kính đáy bằng 4, thể tích của khối nón đã cho bằng. Đấy thì lấy thôi. Thể tích hình nón bằng 1/3 pi R bình nhân H. Vậy nó bằng 1/3 pi R đây bằng 4. 4 bình nhân H là 3. Vậy kết quả là 16 pi. Như vậy câu 3 này đáp án của thầy là A. Rồi. 3A nhá. Được chưa? Câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4. Nếu giữ nguyên bán kính đáy của một khối nón, và giảm chiều cao của nó đi 2 lần thì thể tích khối nón này thay đổi như thế nào? Đấy. Thì chúng ta phải căn cứ vào gì các bạn? Căn cứ vào công thức. Ở đây thì người ta bảo là giữ nguyên bán kính cho nên chúng ta không chơi cái bán kính này. Và chỉ cần giảm chiều cao đi 2 lần thôi. Và các bạn thấy là nếu mà mình giảm chiều cao đi 2 lần thì chứng tỏ vế phải chia 2. Vế phải chia 2 thì cái vế này cũng chia gì các bạn? Chia 2 nốt. Vậy thể tích giảm đi gì các bạn? 2 lần. Vậy câu 4 này của mình đáp án là B các bạn. Đấy, giảm chiều cao mà các em, giảm chiều cao thì chia 2 thôi. Còn nếu giảm bán kính cơ, nếu giảm bán kính thì các bạn thấy là 2 bình nó phải là 4. Đấy, nhưng nói chung là giảm chiều cao thì câu 4 đáp án là B, đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Câu hỏi số 5. Đáp án gì đây các bạn ơi? Câu hỏi số 5. Đáp án gì nào? Quay hình nào dưới đây xung quanh trục đã chỉ cho ta một khối nón tròn xoay. Đáp án gì các bạn? Comment câu 5 nào. 5 đáp án gì? Comment cho thầy. Rồi, 5 đáp án gì? Đấy. Ở câu 5 đáp án đúng là đúng, đáp án đúng của câu 5 là đáp án gì các bạn? Ghi 5 gì luôn cho thầy nha. 5 gì? Đấy. Thì câu 5 ấy đáp án đúng là đáp án gì? Nhi Yến Phạm 5D, Nguyễn Như Quỳnh 5A, Johansson 5A, Nguyễn Hoàng Hà 5D, Mai Quý 5D, rồi Lê Huỳnh Ánh 5A. Như vậy chúng ta đã có hai luồng ý kiến, đó là đáp án A và đáp án D. Thì thầy xin công bố kết quả của câu 5, đó là đáp án A nhá. Đấy. Quay một tam giác cân xung quanh trục đối xứng của nó thì các em thấy là đây tam giác cân này, đúng không? ABC cân thì trục đối xứng của nó đây này, đúng chưa? Thì chúng ta xoay một vòng tròn C sang bên này, B sang bên này, xoay một vòng tròn chúng ta được khối nón tròn xoay. Còn đáp án D đương nhiên là sai, bởi vì là tuy là tam giác vuông nhưng phải xoay quanh cạnh góc vuông các bạn nhá. Tam giác vuông tại B thì làm sao mà xung quanh cạnh AC ra hình nón được các bạn? Đấy đúng không? Vuông tại B thì phải xoay quanh cạnh góc vuông là AB hoặc là BC chứ không thể AC được. Đấy. Tiếp tục nào, câu hỏi số 6 đây, câu hỏi số 6 đây. Đấy. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A. Vuông tại A. Có AB bằng A nhỏ, AC bằng A căn 3. Rồi. Tính độ dài đường sinh L của hình nón. Ôi dễ quá. Đường sinh L chính là cái cạnh huyền của tam giác vuông này, đúng không? Đây chính là cái L của nó này. Thế như vậy là cái L này bằng bao nhiêu? Sẽ bằng căn của A bình cộng cái này bình là 3 bình, vậy là căn của 4A bình thì bằng gì các bạn? 2A. Được chưa? Thế như vậy đáp án đúng là đáp án gì các bạn? B. Đấy. 6B đúng không? 6B. Tiếp câu 7 nào. Cho hình nón có bán kính đáy bằng A nhỏ, đường cao là 2A. Tính diện tích xung quanh. Chúng ta cũng vẽ một cái tam giác vuông này. Chúng ta vẽ một cái tam giác vuông này. Đấy. Bán kính đáy bằng A nhỏ này, đường cao là gì các bạn? 2A này. Được chưa? Bán kính là A nhỏ, đường cao là 2A. Tính diện tích xung quanh. Nhưng các em phải nhớ là diện tích xung quanh của hình nón thì bằng 2pi. Xin lỗi các bạn, diện tích xung quanh của nó là pi r l. Đấy, P
PRL. Vì vậy là mình còn thiếu cái L nữa đúng không? Và bây giờ cái L này sẽ dùng Pythagore thôi. 4 cộng 1 là 5. Như vậy cái L này bằng A căn 5. Được chưa? Vậy sẽ bằng Pi này. Bán kính là A nhỏ, L là A căn 5. Đấy, và bằng A bình căn 5 Pi. Rồi. Đáp án gì các bạn? B, 7B. Đúng không? Rồi, 7B. Tiếp tục câu 8. Cho hình nón có diện tích xung quanh, diện tích xung quanh bằng 3pi a bình và bán kính đáy thì bằng a nhỏ. Tính đường sinh của khối nón. Ồ, câu này dễ quá đúng không? Vẫn công thức diện tích xung quanh bằng pi r l. Trong đó diện tích xung quanh là 3pi a bình bằng pi này, r thì bằng gì các bạn? Bằng a. Suy ra l. Vậy l ở đây sẽ bằng chia xuống 3pi a bình chia pi a, nó sẽ bằng 3a. Vậy câu 8 đáp án là a. Được chưa? 8a nhá. Bình thiếu cái L là thiếu cái gì thầy? Là thiếu cái đường sinh em. L ấy là ký hiệu của đường sinh các bạn nhá. Cho hình nón có đường sinh L bằng 5, R bằng 3. Rồi diện tích toàn phần. Đấy, diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh cộng diện tích đáy, đúng không? Diện tích xung quanh hình nón PRL. Diện tích đáy là gì? PR bình. Vậy chỉ việc thay số thôi. R đây bằng 3, L đây bằng 5, đúng không? R bằng 3, L bằng 5. Đấy. Rồi. Pi nhân R bình là 3 bình. Thế rồi. Vậy chỗ này là 15, 15 cộng 9 thì bằng bao nhiêu? 24, đúng không? 24 pi. Vậy đáp án đúng của câu 9 là đáp án D nha. 9D. Đấy. Ok, con dê. Tiếp nào, câu 10 đây. Cho khối nón có đường sinh bằng 2A và đường cao A căn 3, tính thể tích khối nón đã cho. Các bạn nhớ là gập khối nón ấy thì thường là chúng mình cứ vẽ một tam giác vuông thôi đúng không? Mình vẽ một tam giác vuông này. Đường sinh bằng 2A. Rồi, đường sinh bằng 2A. Đường cao bằng A căn 3. Đường cao là A căn 3. Được chưa? Vậy tôi suy ra bán kính luôn. Theo Pythagore. Theo định lý Pythagore thì các em suy ra bán kính đây là A nhỏ luôn đúng không? 4A bình trừ 3A bình được 1A bình. Vậy bán kính thì bằng A nhỏ. Và cuối cùng thể tích được tính công thức gì? 1 phần 3 pi r bình nhân h. Vậy bằng 1 phần 3 pi này. R bình là A bình nhân h là A căn gì các bạn? A căn 3. Vậy kết quả là A mũ 3 căn 3 trên 3. Đúng không? A mũ 3 căn 3 trên 3. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án gì các bạn? C. Đúng không? 10C. Ok, 10C. Tiếp, câu số 11. Câu số 11 nào. Cho tam giác đều ABC cạnh A nhỏ quay quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Tính diện tích xung quanh hình nón đó. Thế bây giờ tam giác đều thì bắt đầu chúng mình phải vẽ cái tam giác đều này. Đây, cho tam giác đều ABC xung quanh đường cao AH, đường cao thì rơi đúng trung điểm. Đây là đường cao. Đấy. Thế thì các em thấy rằng là khi mà các em xoay cái tam giác này xung quanh trục này, chúng ta cứ xoay nó thành một vòng tròn đúng không? Đấy, chúng ta xoay được một vòng tròn thì đây, nó sẽ tạo ra hình nón này. Và tam giác này là tam giác đều cạnh A nhá. Bây giờ tính diện tích xung quanh của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón thì bằng pi r nhân l. Ở đây mình xác định được những cái gì? Thì các bạn thấy là cái L này mình xác định được rồi này. Cái L này bằng gì các bạn? Bằng A, đúng không? Còn cái bán kính này, đây là cái R là cái bán kính này. Bán kính đây bằng một nửa của cái BC. Mà BC thì bằng A không? Cho nên bán kính bằng A trên 2. Đấy, R bằng A trên 2. Vậy nó là pi nhân A trên 2 nhân A. Vậy là A bình pi trên gì các bạn? A bình pi trên 2. Ok, đáp án đúng của mình là đáp án C, đúng không? 11C. Được chưa nhỉ? 11C. Rồi, tiếp tục câu 12 nào. Đấy, câu 12 nào. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đây. Trong không gian này, cho tam giác ABC vuông tại A. Có cạnh AB bằng A nhỏ, có góc ACB bằng 30 độ. Tính thể tích của khối nón nhận được khi tam giác này xoay quanh cạnh AC. Ồ, xoay cạnh AC các bạn nhá. Tính thể tích khi nó xoay quanh cạnh AC đây. Khi nó xoay quanh cạnh AC thì AC sẽ đóng vai trò là đường cao các bạn nhá. Đấy, nó sẽ xoay nhảy. Đấy, hơi ngược mắt một tí nhá. Đấy, các bạn thấy không? Vậy AC đóng vai trò là đường cao. AC là đường cao,
đúng không? Còn AB là bán kính đáy. Đấy, AB là bán kính đáy, đúng chưa? Vậy thì bây giờ muốn tính thể tích thì chúng ta phải tính đường cao và bán kính đáy thôi. Thì em thấy là đường cao bằng gì các bạn? Đường cao thì bằng bằng h. Còn bán kính bằng a này, bán kính bằng a này. Thế còn h đây thì tính như nào? Cái AC cái h này này chúng mình sử dụng tang của 30 độ, đúng không? Tang 30 độ. Tang 30 độ bằng đối trên huyền, đối trên kề. Tức là bằng AB trên AC. Vậy tôi suy ra AC sẽ bằng AB chia cho tang 30. Đấy. Và AB thì bằng a nhỏ, còn tang 30 là căn 3 trên 3. Vậy lộn lên nó là a căn 3 nhá. Đấy, a căn 3. Đấy. Vậy là các em có được đường cao là a căn 3 và các em có bán kính là a nhỏ. Thế thôi, có đường cao có bán kính chúng ta chốt thể tích. 1/3 pi r bình nhân h, r bình nhân h, đúng không? Vậy sẽ là a mũ 3 căn 3 trên 3 pi. Rồi, đáp án đúng của câu 12 là đáp án D. Đấy nha. 12 là D nhá. Đấy các bạn chú ý cho thầy một tí xíu nha, xoay một tí. Rồi, ôn tập thôi mà, các bạn học hết rồi vậy. 12D đúng không? Nào, tiếp vào 13 đi các em. 13 nào. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2, góc ở đỉnh bằng 60, tính thể tích khối nón. Rồi, cho hình nón có bán kính đáy bằng 2, góc ở đỉnh bằng 60, tính thể tích khối nón. Đấy. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là hình nón nó sẽ như thế này này. Đấy. Đấy. A, B, C, tâm đáy là O nha. Thì góc ở đỉnh là góc gì? Góc ở đỉnh chính là góc BAC này các bạn này. Vậy là cái góc BAC thì bằng 60 độ. BAC bằng 60 độ. Thì chứng tỏ là cái góc này sẽ bằng 30 độ nha các bạn nha. Góc OAC này bằng 30 độ. Bán kính đáy thì bằng 2, tức là cạnh OC này bằng 2 này. Đấy, cạnh OC thì bằng 2 này. Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ tính thể tích à? Các em hiểu rằng là thể tích thì muốn có thể tích phải có chiều cao đúng không? Vậy các bạn phải đi tìm chiều cao ra. Thì chiều cao hình nón này chính là cạnh gì các bạn? AO nhá. Chiều cao hình nón là AO. Mà muốn tính AO ta lại dùng tang của 30 trong tam giác vuông AOC. Trong tam giác vuông AOC này, ta có tang 30 độ thì bằng đối trên kề. Đối là OC trên kề là AO. Như vậy là AO sẽ bằng là OC trên tang 30. Đúng không? Mà OC thì bằng 2, bán kính bằng 2. Tang 30 thì là căn 3 trên 3. Đấy. Vậy lộn lên. 2 mà chia cho căn 3 trên 3. 2 mà chia cho căn 3 phần 3 thì nó là 2 căn 3. Đấy. Vậy là các em có chiều cao là 2 căn 3. Lúc này chúng ta có chiều cao, chúng ta có diện tích đáy, vậy chúng ta chốt thể tích. 1/3 pi r bình nhân h, đúng không? 1/3 pi r bình nhân h. Rồi và kết quả sẽ là 8 căn 3 trên 3 pi nha. Vậy đáp án đúng của câu 13 này là đáp án D. Rồi, D. Rất dễ đúng không? Đấy, ôn tập tí biết là hình nón là cái gì. Được chưa? 14. Nào, 14 đấy. Cho tam giác ABC vuông tại A. Cho tam giác ABC vuông tại A. Qua B bằng 6, AC bằng 8. Gọi V là thể tích khối nón. Rồi, tam giác ABC vuông tại A. Đây. Có AB bằng 6, AC bằng 8 nha. Gọi V1 là thể tích khi xoay quanh cạnh AB. V2 là thể tích xoay quanh cạnh AC. Khi đó tỉ số V1 trên V2 bằng. Đấy. Thế thì ở đây các bạn chỉ cần tính nhanh này. Với V1 này, V1 là thể tích xoay quanh cạnh AB. Như vậy lúc này AB đóng vai trò là chiều cao đúng không? Khi ta xoay quanh AB thì AB đóng vai trò là chiều cao. Còn AC đóng vai trò là diện tích là bán kính đáy. Vậy thể tích là 1/3 này pi nhân, đây là đáy này đúng không? Đây là bán kính đáy này. AC bình nhân h. Đấy, đúng không ạ? 1/3 pi r bình nhân h. Và sẽ bằng 1/3 pi nhỉ? Nhân 8 bình nhân 6, đúng không? 1/3 nhân 8 bình nhân 6, 128 pi. Rồi, đấy là thể tích thứ nhất. Tiếp theo, thể tích thứ hai.
Ở V2 thì người ta có nói là xoay quanh cạnh AC. Vậy AC đóng vai trò là chiều cao nhá, nếu xoay quanh cạnh này này. Còn AB lại đóng vai trò là bán kính đáy. Vậy 1 phần 3 pi R bình. R bây giờ lại là AB này, vì xoay này. Nhân chiều cao là AC. Vậy nó bằng 1 phần 3 nhân pi nhân AB bình, tức là 6 bình. AC là 8, đúng không? Đấy. 1 phần 3 nhân 6 bình nhân 8. 96 pi. Rồi, 96 pi. Vì vậy là thể tích V2, V1 trên V2 các bạn chia này. Vậy V1 trên V2 sẽ bằng 128 pi chia cho 96 pi. 128 phần 96 là bao nhiêu các bạn nhỉ? 128 phần 96. 4 phần 3, đúng không? 4 phần 3. Rồi, đáp án là B. Các bạn làm rất chuẩn, đúng không? Làm rất chuẩn luôn. Đinh Thị Ngọc Quỳnh, Lan Anh, Đỗ Việt, Tư Nguyễn. Đúng rồi. Tiếp à? 15. 15 nào. Cho hình lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy cạnh A. Tính diện tích toàn phần của hình nón. Rồi. Cũng không có vấn đề gì cả đúng không? Cho hình lập phương ABC A phẩy B phẩy C phẩy. A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy ABC rồi. Tính diện tích toàn phần của vật tròn xoay khi xoay tam giác quanh trục A phẩy. Khi xoay cái tam giác A phẩy AC đúng không? A phẩy AC xung quanh trục A phẩy đây đây. Đấy. Thế thì trước hết nhá, các em phải nhớ rằng là cái tam giác A phẩy AC này là tam giác vuông. Vì A phẩy vuông góc phải đáy. Cho nên là khi xoay cái tam giác vuông xung quanh trục là cạnh góc vuông của nó thì chúng mình sẽ thu được khối gì các bạn? Khối nón tròn xoay. Đấy, chúng ta phải khẳng định một điều, đây là khối nón tròn xoay. Đây là hình nón nhá. Để làm sao để từ đó ta có thể tích của khối nón sẽ bằng 1 phần 3 pi r bình nhân h. Đấy, thể tích khối nón pi r bình nhân h. Trong đó thì khi mà mình đã chọn đây làm trục ấy thì đây chính là h này. Trong đó thì a phẩy chính là h. Và ac này chính là bán kính, đúng không? AC chính là r. Đấy, vậy chúng mình xoay đây này, đấy các bạn thấy không? Xoay. Thêm nữa, đây là hình lập phương cạnh a, đây là hình lập phương cạnh a, tất cả cạnh bằng a. Cho nên A phẩy bằng A. A phẩy thì bằng A nhỏ. Rồi. Còn bán kính đáy chính là cạnh AC này này. Thì nó bằng A căn 2 đúng không? Các bạn đều biết đường chéo của hình vuông mà là A căn 2. Hết. Vậy đường cao là A, bán kính là A căn 2. Vậy tụi em có diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần hình nón bằng gì nhỉ? Pi R L cộng Pi R bình. Đúng không? Vậy bằng Pi này. R là A căn 2. À còn cái L nữa các bạn, cái L phải tính nốt này. Ở đây cái L của mình nó chính là cạnh A'C đúng không? Đây, cái L là A'C đây. Đấy. Thì cái L này bằng bao nhiêu? Pythagore đi, đây là A này, đây là A căn 2 này. Thì Pythagore nhẹ nhàng thì các bạn sẽ có cái L này bằng A căn gì các bạn? A căn 3, đúng nha, A căn 3. Vậy là còn một cái nữa là L thì bằng A căn 3 nhá. Vậy bắt đầu mới thay vào này. L này bằng A căn 3. Ok. Cộng pi nhân r bình, r là a căn 2 tất cả bình. Đấy. Chuẩn chưa nhỉ? Rồi, vậy đáp án đúng sẽ là đáp án gì đây? Câu 15. Đáp án đúng là D nha. Đấy, chỗ này cái này nhân cái này là căn 6 không? Đó, cái căn 2 bình là 2 không? Đó. Rồi, như vậy là D đúng không? D. Ok, đây là câu 15. Tiếp vào câu số 16 đi. 16 nào các em ơi. Đáp án gì nào? Comment thầy nào. 16. Nào, một mảnh giấy hình quạt như hình vẽ, người ta dán mép AB với AC lại để thu được một khối nón. Đấy, tính thể tích khối nón thu được. Thế các bạn hình dung là khi mà em gấp cái quạt này vào này, em cuộn tròn nó vào ấy. Đấy, cuộn tròn nó vào thì nó sẽ thu được hình nón đúng không? Đây, nó sẽ thu được hình nón.
Rồi, thế thì lúc này hình nón này sẽ là hình nón đỉnh A các bạn nhá, hình nón đỉnh A. Thế mình thu được những cái gì của hình nón nào? Nào. Đầu tiên cái cạnh AC này này, cái cạnh AC này sẽ trở thành cái gì của hình nón các bạn? AC này sẽ trở thành cái gì của hình nón? Đúng rồi, nó trở thành cái L đúng không? Đấy, AC trở thành cái L của hình nón. Đường sinh các bạn, 5 cm. Tiếp tục, BC nào. Cái cung tròn BC này sẽ trở thành cái gì các bạn? Cung tròn BC sẽ trở thành cái gì của hình nón này? Nào, cung tròn nó trở thành cái gì của hình nón? Thì cái cung tròn sau khi mà các em cuộn tròn lại ấy, thì nó sẽ trở thành chu vi đáy nha. Nó sẽ trở thành chu vi đáy của hình nón. Chu vi đáy của hình nón chính là toàn bộ cái độ dài cung tròn BC này. Rồi. Chu vi đáy thì bằng 4π, đúng không? 4π cm. Ok. Mà chu vi hình tròn là gì các em? Chu vi hình tròn là 2π gì các bạn? R đúng không? Chu vi hình tròn 2πr. Ừ. Thì bằng 4π. Vậy tôi ấy suy ra pi pi là hết 4 là r bằng 2. Ok, như vậy r bằng 2. Đấy. Thế là các em tính được bán kính này, đúng không nhỉ? Tính được bán kính này. Thế bây giờ em muốn tính thể tích, muốn tính thể tích thì các em cần chiều cao nữa các em ạ, cần chiều cao nữa. Thế bây giờ mình có bán kính mới tính ra là 2 rồi, đường sinh người ta đã cho là 5 rồi. Vậy em khép vào tam giác vuông cho thầy nhá. Thì các em sẽ có là gì? Vậy đường cao sẽ bằng căn của AC bình trừ OC bình đúng không? 5 bình trừ đi 2 bình. 25 trừ 4 là còn 21. Rồi, nó bằng 21. Vậy đường cao là căn 21. Hết. Thế thì có đường cao, có bán kính. Vậy em có thể tích. Thể tích hình nón 1 phần 3 pi r bình nhân h đúng không? 1 phần 3 pi r bình nhân h. Vậy sẽ bằng 1 phần 3 pi này. R đây bằng 2 không các bạn? 2 bình nhân h là căn gì các bạn? Căn 21. Rồi, vậy nó là 4 căn 21 trên 3 pi. Và đáp án đúng có thể là đáp án B. Đấy, B nha, 16 B. Ok các em, ok các bạn nha, 16 B. Rồi. Tiếp vào 17. 17, 17, 17. À là 17 đấy em ạ. Mười bảy, mười bảy, mười bảy. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh rồi AB bằng 6 và AC bằng 8. Gọi M là trung điểm AC, cùng vẽ hình nha. Cho tam giác ABC hết mực này này, vuông tại A với AB bằng 6 và AC bằng 8. Rồi. M là trung điểm AC, M là trung điểm AC. Tính thể tích của khối tròn xoay do tam giác BMC xoay quanh cạnh AB. Rồi. BMC, đây tam giác BMC xoay quanh cạnh gì các bạn? AB là trục này. Đó. Thế thì ở đây các bạn mới thấy rằng là cái tam giác BMC này nó không phải là tam giác vuông, có đúng không? Nó không phải là tam giác vuông, cho nên là người ta không nói đó là khối nón nhá. Không ai người ta bảo là BMC xoay quanh trục AB là khối nón cả, người ta ghi rất rõ là khối tròn xoay mà thôi, chứ người ta không khẳng định đó là khối nón. Bởi vì nó đâu phải là tam giác vuông đúng không? Thế cho nên là để tính thằng này ấy, chúng ta không dùng công thức thể tích khối nón được. Nhưng chúng ta nhìn lại một điều ấy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể làm phần bù đúng không? Chúng ta có thể làm phần bù nhá. Phần bù tức là như nào? Tức là chúng ta lấy cái to trừ đi cái bé thì ra cái bên cạnh. Tức là nếu các bạn hiểu này, chúng ta sẽ lấy cái hình nón to này, nếu xoay tam giác ABC xoay quanh trục AB này. Xong chúng ta trừ đi cái hình bé bé này này. Đây, chúng ta trừ đi cái tam giác BAM đúng không? Trừ trừ đi tam giác BAM xoay quanh trục AB này. Thì có phải là khi chúng ta lấy hình nón to này, chúng ta trừ đi cái hình nón nhỏ ấy, nó sẽ chính ra cái phần còn thừa này không? Đúng không? Đấy, chúng ta sử dụng phần bù nhá. Vậy chúng ta hiểu rằng lúc này các em phải sử dụng nguyên tắc phần bù. Đấy, thì nó sẽ bằng là nón to trừ đi nón nhỏ. Nón to trừ nón nhỏ, đúng không? Bây giờ nón to là gì? Nào, V nón to này. Nón to ấy thì chúng ta vẫn coi cái AB là đường cao, tại vì xoay quanh trục AB mà. Còn AC sẽ là bán kính đáy, và ta xoay thật to vào 1 phần 3 pi R bình, R đây bằng AC. R bình nhân gì các bạn? Nhân H. Đấy, R bình nhân H, đúng nhá. Rồi, và sẽ bằng 1 phần 3 pi nhân 8 bình nhân 6. Đấy, bấm máy tính cho chắc.
1 phần 3 nhân 8 bình nhân 6. 128 đúng không? 128 pi. Đó là cái hình thể tích của hình nón to đùng. Tiếp theo, nón nhỏ nào? Vẫn là tam giác vuông này, tam giác vuông cho nên mới xoay ra nón được. Như vậy nón nhỏ, V nón nhỏ thì bằng cái quái gì? 1 phần 3 pi R, R đây là cạnh AM các bạn ạ. AM bình nhân H là AB. Đấy. Vậy nó bằng 1 phần 3 pi này nhân AM bình. AM đây bằng mấy? AM đây bằng 4 đúng không? Một nửa AC mà. 4 bình nhân gì các bạn? Nhân AB là 6. Rồi. 1 phần 3 nhân 4 bình nhân 6. 32 pi. Ok. Đấy là nón nhỏ đúng không? Vậy nón to trừ nón nhỏ sẽ ra phần bù. Vậy khi đó phần bù mà các em cần tính chính là phần được tạo bởi cái tam giác BMC xoay quanh trục AB đấy. Nó sẽ bằng 128 pi trừ đi 32 pi và kết quả là 96 pi. Rồi như vậy câu 17 của thầy đáp án là gì các bạn? Các bạn comment rất nhiều đáp án gì? C. Ok. Rất tốt nha. Đấy thì như vậy chúng ta hiểu được nguyên tắc phần bù nhá. Nào, thế sau khi hiểu nguyên tắc phần bù thì các ông chơi hộ tôi câu 18 xem mà. Đấy, câu 18 mà bạn nào làm được câu này ấy thì chắc chắn với các bạn rằng là các bạn đã rất hiểu về hình nón rồi. Câu 18 nè. 18 nào. Nào câu 18 đi. Đáp án gì nhỉ? 18 đáp án gì đây? Gì các bạn ơi? Cho hình thang ABCD là hình thang vuông này. Có hình vẽ biểu diễn hết rồi. AB bằng A, AC bằng A này. Rồi AD bằng 2A này. Tính thể tích nhưng là xoay quanh trục CD nhá. Đấy các bạn phải chú ý. Cái vấn đề ở đây là xoay quanh trục CD thì nó thành cái gì? Tất nhiên nó không phải là hình nón rồi. Quay hình thang vuông xoay quanh trục CD thì làm sao ra hình nón được đúng không? Đấy. Nào thì bây giờ ta làm thế nào đây? Nhưng vẫn phải dùng hình nón để làm nhá. Vẫn phải dùng hình nón để làm. Nào các bạn thử comment. Làm bài xong rồi comment thì đáp án xem nào. Câu 18 này đáp án là cái gì đây? Đó. Thầy uống húp nước cái đã. Nhân lúc đợi các bạn làm nhá. Nào, nhân lúc đợi các bạn làm. Đoàn Trang, cách học lớp hiệu quả đó là tập trung vào học và không hỏi thầy những cái linh tinh. 18 đáp án Nguyễn Lương Bình B, Đinh Văn Chỉnh C. Rồi. Rồi, quay nhắc lại là xoay quanh CD chứ không phải xoay quanh AB nhá. Xoay quanh AB thì rất là dễ. Rất nhiều bạn chọn C, trời ơi bài này không đơn giản thế đâu. Nhắc lại một lần nữa là cái hình thang này xoay quanh cạnh CD nhá. Các bạn nhá, xoay quanh cạnh CD. Chứ không phải là xoay quanh cạnh này đâu nhá. Hình nón này, à cái hình thang này xoay theo chiều này này. Chứ không phải là xoay kiểu này đâu nhá. Rất nhiều bạn là các bạn lại chọn đáp án gì các bạn? Đáp án C, ui. Ở đây chưa thấy bạn nào đúng cả. Chưa thấy bạn nào đúng cả các bạn ơi, chưa thấy bạn nào đúng cả. Nào, đáp án gì đây? Đáp án gì đây? Rồi, nhắc lại là xoay cạnh CD nhá. Thế thì bây giờ nha này. Nhiều bạn là nhầm là xoay cạnh này là vỡ mồm nhá. Xoay cạnh này, thế thì chúng ta phải làm như sau. Đầu tiên này. Nối vào. Đây. Thế thì tính cho thầy nha nhá. Nhẹ nhàng tính được góc vuông ở đây đúng không? Góc vuông đây AA thì đây là gì các bạn? A căn gì các bạn? A căn 2, đúng chưa? Đấy, A căn 2. Sau đó thì các em có thể gióng xuống ở đây này, các bạn gióng xuống ở đây đây này. Thì có phải là đây là hình vuông không? Đấy, hình vuông không? Hình chữ nhật không? Thì đây là A đúng không? A này đúng không? Vuông, ba góc vuông mà hình chữ nhật mà, cho nên đây là A, đây là A, hình vuông luôn đấy. Thì đây cũng là A luôn, đây cũng là A luôn, đúng chưa? Thế thì cạnh CD này bằng A căn gì các bạn? A căn 2. Đấy, đây Pythagore này, Pythagore cho tam giác C, thì gọi đây là H nhá. CHD, Pythagore cho tam giác CHD thì A bình cộng A bình đây là A căn 2. Thế thì các em mới thấy là cạnh AC này là A căn 2, cạnh CD cũng là A căn 2, mà cạnh AD thì là 2A. Vậy theo định lý Pythagore đảo,
Theo định lý Pythagore đảo, ta thấy là AC bình cộng CD bình thì vừa khít AD bình. Vậy ta có góc vuông ở đây. Đây là chi tiết rất quan trọng nha, góc vuông ở đây. Why? Đúng chưa? Rồi, vậy ta có góc vuông ở đây nhá. Sao mày? Thế đấy là một chi tiết. Vậy bây giờ ta bắt đầu xoay. Nào, nhưng mà làm thế nào xoay cả cái này? Thì các bạn cứ hình dung như này, các bạn kéo dài thấy cái này ra. Kéo thật dài ra. Đi tới những miền đất mới. Đấy, kéo dài ra. Và chúng ta kéo dài ở đây ra. Rồi, và chắc chắn là chúng nó cắt nhau rồi đúng không? Thế gọi đây là đỉnh SC nhá. Đó. Vuông đây đúng không? Thế thì bây giờ về cơ bản là như này này. Cái hình thang này mà xoay ấy thì nó sẽ xoay hai phần. Phần đầu tiên đó là nó sẽ xoay cái tam giác ACD xung quanh trục CD nhá. Thì nó được hình nón không? Do tam giác ACD vuông tại C, cho nên khi ta quay AC xung quanh đây thì bản thân cái tam giác ACD này sẽ tạo ra một hình nón, đúng không? Vậy chúng ta sẽ loại được cái hình này đầu tiên. Thế thầy cứ tính cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ xoay tam giác vuông ACD, nhắc lại là vừa chứng minh tam giác ACD vuông tại C xong nhá. Quanh cạnh góc vuông, quanh cạnh góc vuông CD. Khi đó thì thể tích lúc này thì gọi là thể tích thứ nhất đi, V1 đi, xoay đi. Thì sẽ bằng là 1/3 PR bình. Thì nếu mà các em xoay quanh CD ấy, thì cái AC này chính là gì các bạn? Bán kính đúng không nhỉ? AC chính là bán kính. Vậy là AC bình nhân CD. Đấy, đúng không? Vậy sẽ bằng 1/3 pi nhân AC bình thì là bao nhiêu? A căn 2 tất cả bình và nhân CD là A căn 2. Được chưa? Vậy chúng ta có thể nhẹ nhàng viết đó là 2A mũ 3 căn 2 trên 3. Rồi, vậy là chúng mình xử lý xong phần thứ nhất. Đấy, trong cái hình thang ABCD này chúng mình đã xoay được một phần của nó, đó là cái tam giác vuông này. Đúng chưa? Tiếp. Bây giờ chúng mình phải xoay tiếp tam giác ABC xung quanh cạnh CD. Này, bây giờ xoay tiếp tam giác ABC xung quanh cạnh gì các bạn? CD. Nhưng mà em ạ, thầy bảo cái tam giác ABC này xoay quanh CD ấy, thì lại không được hình nón đâu, bởi vì là không có cạnh góc vuông ở đây, đúng không? Không có cạnh góc vuông ở đây. Đấy, cho nên là chúng ta lại không phải xoay quanh hình nón được rồi. Thế vì thế là chúng ta lại phải dùng nguyên tắc phần bù nhá. Chúng ta sử dụng nguyên tắc phần bù, tức là như nào? Chúng ta sẽ lấy cái hình nón này, chúng ta sẽ lấy hình nón được tạo bởi này. Đây. Chúng ta sẽ lấy cái hình nón tạo bởi tam giác vuông ACSV được tạo bởi tam giác vuông ACS, đúng không? Trừ đi cái thằng V này, trừ đi thằng này. Trừ đi V được tạo bởi tam giác BSC xung quanh cạnh này. Đấy, V được tạo bởi tam giác BSC. Đúng không? Thế đây bây giờ nhá, bây giờ thầy sẽ tính cái V to đấy nhá. Thầy sẽ tính cái V to được tạo bởi tam giác ACS. Nhưng trước đó thì các em dùng Tales tính luôn cho thầy này. Thì có phải là do BC song song và bằng một nửa AD này, BC bằng A mà, AD bằng nửa này. Thế như vậy là tất cả cái này theo Tales đúng không? BC trên AD sẽ bằng là SB trên SA và bằng SC trên gì các bạn? SD. Vậy tóm lại trung điểm hết nhá. Do 2 4 này bằng một nửa thằng này này, đường trung bình không? Vậy trung điểm hết. Trung điểm tức là cạnh SC này cũng bằng A căn 2 này các bạn này, đúng không? Có công nhận không? SC bằng A căn 2 nhá. Cạnh SB này cũng bằng A này, đúng chưa? Đấy, vì B là trung điểm SA mà, C trung điểm hết. Thế thôi. Nào, thầy bắt đầu quay này. Tiếp tục ta có bắt đầu nha. Đấy là thể tích được tạo bởi khi xoay cái tam giác SCA xung quanh cạnh SC. Thể tích nón được tạo từ tam giác vuông SCA xoay quanh trục SC. Quanh SC. Quanh SC cũng giống như là quanh CD nhá. Các bạn nhắc lại này, SCD thẳng hàng mà. Quanh SC cũng giống là quanh CD thôi, được không? Đấy, thì sẽ bằng, thầy gọi là V bằng 1/3 PR bình nhân H. Lúc này thì bán kính chính là cạnh gì các bạn? Bán kính chính là cạnh AC. AC bình nhân H. H là SC. Đấy, đúng không? Rồi, chuẩn chưa? Vậy sẽ bằng 1/3 này pi nhân a căn 2 bình nhân h là sc là a căn 2, và nó cũng sẽ bằng 2/3 a mũ 3 căn 2 trên 3. Đấy.
Thì đây nó là V khi mình xoay cả cái to này, đúng không ạ? Sau đó thì mình bắt đầu xoay cái nhỏ này. Đây các bạn bắt đầu xoay cái nhỏ này cho dễ nhìn này, được không nhỉ? Xoay cái nhỏ này nhá. Cái nhỏ này xoay kênh trục SC này, cái BCS này mà xoay kênh trục SC. Nhưng rất tiếc là trục SC lại cũng không phải là góc vuông. Đấy. Cho nên là các bạn có thể làm thế nào? Tất nhiên có nhiều cách. Thì bây giờ các bạn dựng cho thầy một góc vuông ở đây. Tất nhiên bài này có rất nhiều cách nha, thầy đang hướng dẫn các bạn cái cách dài dòng nhất. Đấy. Thầy dựng BH ở đây. À BK đi, thầy dựng BK vào đây nhá. Thì có phải là tam giác này cân không? Thì như vậy K nó rơi vào trung điểm. Thế thì cái tam giác BSC mà khi xoay quanh trục SC ấy, thì nó sánh bằng 2 lần cái tam giác BKC xoay quanh trục SC đây này. Nếu mà ta xoay tam giác BKC này, đây xoay thế này đúng không? Đấy thì ta được hình nó này không? Thì nhân đôi lên là được tam giác BSC xoay rồi. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xét cái thể tích khi mà xoay cái tam giác BKC xung quanh trục KC nhá. Vì KC chính là trục CD người ta hỏi mà. Thể tích nón được tạo từ tam giác vuông BKC. BKC khi xoay quanh trục, quay quanh trục KC. Thấy chưa? Quay quanh trục KC. Đó. Thế thì khi đó bán kính chính là BK. Vậy thể tích sẽ bằng này, 1/3 pi R bình. R chính là cạnh BK này. Đấy, BK bình. Đúng không? Nhân trục chiều cao chính là cạnh KC. Nhân KC. Đó. Vậy sẽ bằng 1/3 pi nhân BK. BK thì bằng một nửa nhá. BK nó là trung tuyến của tam giác vuông, bằng một nửa cạnh huyền nhá. A căn 2 chia 2 nhá. Cái đoạn BK này, một nửa cạnh huyền này, A căn 2 trên 2. A căn 2 trên 2 tất cả bình, đúng không? Nhân với KC. KC cũng là một nửa cạnh huyền này, cũng là A căn 2 trên 2. Đấy. Và sẽ bằng. Đấy. Bấm máy tính cho nó nhẹ nhàng đúng không? Căn 2 trên 2 cả bình nhân với cả căn 2 trên 2 và bằng căn 2 trên 12 A mũ 3 căn 2 trên 12 pi, đúng chưa nhỉ? Đấy, thế thì chúng ta đã có được cái thể tích hình nón khi mà xoay với kênh tam giác BKC. Thế thì cái hình nón cho tam giác BSC sẽ gấp đôi đúng không? Gấp đôi cái hình nón này. Vậy hình nón được tạo bởi tam giác BSC sẽ nhân đôi thằng này lên. Được chưa? Thế thì như vậy là thể tích được tạo ra khi xoay tam giác ACS quanh cạnh SC. À đâu? BCS chứ, đúng không? BCS quanh trục SC. Quay quanh trục SC sẽ là chúng ta nhân đôi thằng này lên. 2 lần căn 2 a mũ 3 pi trên 12 và bằng a mũ 3 pi trên 6. Đấy. Rồi. Vậy là chúng mình đã tính được cả cái tam giác vuông ngày xoay rồi đúng không? Thế thôi. Và bây giờ thì các em chỉ cần lấy tam giác to này là tam giác ACS. Đây, tam giác ACS. Là đây. Đúng chưa? Trừ đi thể tích của thằng này. Đấy, trừ đi thể tích của thằng này. Đấy, như vậy là các bạn lấy cái này, các bạn trừ đi cái này là các em sẽ ra được thằng trắng còn lại này khi xoay quanh cạnh gì các bạn? SC. Rồi. Vậy là cuối cùng chốt thể tích khi xoay cái tam giác vuông ABC quanh cạnh CD. Chúng ta lấy trừ đi đúng không? Lấy cái to trừ đi cái này thì ta ra được, đúng không? Vậy sẽ bằng cái này trừ cái này nhá, bấm máy này. 2/3 nhân căn 2/3. Được chưa nhỉ? Trừ đi chỗ này là căn 2/6. À đâu? Cái chỗ này là một số 3 rồi đúng không? Cái này là một số 3 thôi chứ nhỉ? Một số 3 thôi. Đấy, một số 3 thôi. Rồi. Trừ đi chỗ này là bao nhiêu đây? Căn 2/6. Vậy sẽ bằng căn 2/2. Rồi. Căn 2/2. Rồi. A mũ 3 căn 2/2 pi. Đúng chưa? Đấy. Rồi. Nên như vậy là chúng mình được cái này. Đấy. Hết rồi nhỉ? Vậy bây giờ cộng thôi. Bây giờ chúng ta cộng thằng này. Đây, chúng ta cộng cái bố đầu tiên này. Cộng cái tam giác ACD này. Cộng cái tam giác ACD này. Được chưa?
cộng với thằng này là thằng này đây, cộng hai thằng vào là ra được tổng thể tích của hình thang rồi nhá. Vậy nó là 2/3, đây là nhân căn 2, đem cộng với cả chỗ này là căn 2/2. Rồi, 7 căn 2/6, đúng không nhỉ? Đấy, mình lấy thằng này cộng với thằng này được 7 căn 2/6 nhá. Đáp án đúng là A nhá các bạn. Đấy. Thì câu này các bạn thể làm cách đấy, được không? Được chưa? Trông thì có vẻ là ngắn thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta trình bày tự luận ra thì nó khá là dài, được không nhỉ? Thì cái mấu chốt là xoay quanh cạnh CD mà các em, nhưng mà ở đâu có góc vuông ở đấy mới được quay. Thì rõ ràng là cái hình tam giác ABC, cái hình thang ABCD này là chưa có góc vuông. Vậy các bạn sẽ tự tạo ra các cái góc vuông của nó, đúng không? Rồi. Còn cách thứ hai thì các bạn cũng thế thôi. Có những bạn khác thì các bạn ý biết cách kéo dài rồi thì các bạn ý sẽ quay này này. Các bạn ý sẽ quay cái tam giác ASD này, đúng không? Xoay quanh trục CD này. Rồi trừ đi cái tam giác BSC xung quanh cục trục SC này thì chúng ta cũng ra được hình này thôi. Chúng mà có rất là nhiều cách nhá. Đây có một bạn khác, nếu bạn vẽ được ngay từ đầu rồi ấy thì bạn sẽ bắt đầu quay gì các bạn? Các bạn quay cái tam giác SAD xung quanh trục SD này, nhưng vẫn phải là quay theo cái kiểu đây nhá, vẫn phải quay gấp đôi này đây. Đấy, đúng không? Xong rồi trừ đi cái tam giác SBC xung quanh đây thì các bạn ra được cái hình thang này thì cũng tương tự nhau như vậy. Đúng không? Có đúng nhỉ? Làm cái đấy đúng không? Đấy, bây giờ thầy thử làm cái đấy nhá. Bây giờ thầy thử xoay đằng này nhá. Sai thì thôi đúng không? Sai chúng ta sẽ chỉ nhau là vì sao sai. Đấy, 1/3 này nhân với cả đây, lúc này bán kính nó là gì? Bán kính nó là cái thằng A căn 2 này, căn 2 PR bình. Đấy, nhân H lúc này là A căn 2. Rồi, đấy là thằng này. Xong nhân đôi nữa nhá, xong rồi nhân thêm 2 nữa. Bởi vì nhân 2 là ra được cả cái tam giác vuông này xoay. Trừ đi này. Này, tam giác vuông này này, trừ đi cái tam giác vuông này là 1/3 nhân với cả chỗ này là căn 2/2. Cho căn 2/2 tất cả bình này. Đấy, rồi nhân với cả căn 2/2 này. Rồi, và nhân với 2 nữa bởi vì mình mới quay thằng này thì nhân đôi thì ra cả thằng này. Đấy. Rồi, xong luôn, bấm máy tính ra luôn. Đấy. Thế tức là nếu mà là thầy ấy, nếu là thầy đi thi ấy thì bài này thì chắc đấy 30 giây, đúng không? 30 giây bấm máy tính phát là ra luôn. Thế nhưng mà thầy đang muốn hướng dẫn các bạn là nhiều cách khác nhau, được chưa? Nhiều cách khác nhau. Thế như thầy thì chả phải nháp, vẽ hình ra một phát là bấm máy tính là xong luôn. Thế còn các bạn thì thầy đang hướng dẫn các bạn là nhiều cái cách nhìn ra được bài toán. Các bạn có hiểu cái cách mà thầy vừa bấm máy tính không nhỉ? Các bạn có hiểu cái cách thầy vừa bấm toẹt máy tính ra đáp số luôn không? Đấy các bạn. Đấy nhá, mình xoay cái tam giác vuông này đúng không? Nhưng mà mình phải tính thằng này xong nhân đôi đúng không? Mình tính thằng ACB này xong nhân đôi là ra toàn bộ tam giác ASB này xoay quanh trục S này. Xong mình tiếp tục mình tính thằng tam giác xoay BKC này xoay này, xong rồi mình trừ đi. Đấy. Trừ đi thì sẽ ra trừ toàn bộ thằng to, trừ đi cái tam giác vuông nhỏ thì ra được cái thằng này. Đấy thì chúng mình có nhiều cách nhá. Cách nào cũng được. Xong rồi bạn giỏi rồi bạn bấm máy tính luôn và bạn không cần viết. Đấy, như thầy là thầy bấm máy tính ra kết quả luôn. Được không? Đấy. Ok. Rồi. Được không? Thế thì bây giờ thế này. Hôm qua ấy, hôm trước, phần đầu tiên thì chúng mình đã xong. Đó là phần cơ bản. Thế hôm nay thì chúng mình sẽ có nhiệm vụ là chơi nốt mấy phần lại các bạn? 3 phần nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi nốt 3 phần. Đó là phần hình nón nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp khối đa diện và thiết diện hình nón và cực trị của hình nón. Được chưa? Rồi. Các bạn sẵn sàng nha nhỉ? Đấy nhá. Thôi rồi, ok. Những bạn nào mà đã bắt đầu muốn tiếp tục chinh phục các cái phần tiếp theo rồi thì các em comment cho thầy chữ start. Những bạn nào mà giỏi tiếng Anh thì các bạn sẽ comment thầy chữ bắt đầu nhá. Nào, nhanh à. Chúng ta học nốt bài hôm qua nào. Nhanh lên nào. Những bạn nào đã muốn bắt đầu rồi thì các bạn sẽ comment đi nhá, để chúng ta tiếp tục. Hôm trước, hôm qua là chúng ta đến câu bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Đấy, hôm qua là chúng ta đến câu 18 đúng không? Với một cái bài mà hình khá là kinh kinh. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cả câu 19 nhá. Câu 19. Đấy. Hu mắc học thầy chưa 8. Ô, sao bạn này biết thầy chưa 8 nhỉ? Thầy kiểu phải một tuần 82 lần thôi các bạn ạ. 82 lần thôi.
tại vì người mình thơm hơn là dầu gội với cả sữa tắm mặc em đấy. Dùng dầu gội với sữa tắm nhiều ấy thì người sẽ có mùi của dầu gội với sữa tắm. Thế còn nếu mà người mình đã thơm hơn sữa tắm với cả dầu gội rồi thì tốt hơn hết là mình không nên tắm. Mất mùi đi các bạn. Nguyễn Đắc Bình, em muốn được 7 toán thì cần học chắc phần nào hả thầy? À, em muốn được 7 toán thì em cần học chắc tất cả các phần cơ bản. Đúng rồi đấy, trong toán thì có hàm đặc trưng đúng không? Còn trong cuộc sống thì chúng ta có mùi đặc trưng. Hôm nào thầy sẽ kỳ ra một ít ghét xong rồi thầy cho nó vào trong một cái lọ. Đấy, xong rồi thầy sẽ chế nó thành sữa tắm hiệu Quốc Trí. Lưu Văn Dương, em cứ mua sớm càng tốt, không hết bố nó sách. Nha. Nào, câu hỏi số 19 đi các em ơi. Câu hỏi số 19 đấy. Rồi. Cho hình chóp tứ giác đều ABCD có độ dài cạnh đáy là A nhỏ. N là hình nón có đỉnh S và đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. Nào tiếp tục nào. Đáy là đường tròn ngoại tiếp của tứ giác ABCD nhá. Ok, tính tỉ số thể tích của khối chóp và khối nón. Đấy. Chúng ta phải tính khối nón và tính thể tích khối chóp. Nào bắt đầu làm vậy. Câu hỏi số 19, đầu tiên thầy sẽ vẽ hình chóp tứ giác đều ABCD nhá. Hình chóp tứ giác đều ABCD. Đấy. Thì chóp đều là hình chóp mà có đường cao rơi đúng tâm ngoại tiếp đáy đúng không? Dóng lên. Đấy, thì đây chính là hình chóp này. Đây là hình chóp đều SC, A, B, C, D. Đúng không nhỉ? Ok này, một này. Và chóp đều cho nên đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông. Và người ta có bảo là hình vuông này có cạnh đáy là A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ. Đúng chưa? Đấy. Tiếp theo này, tỷ số N là hình nón có đỉnh S và đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. Đường tròn ngoại tiếp là đường tròn đi qua bốn đỉnh, tất cả các đỉnh đúng không? Đây, chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Đấy, như vậy ta có đỉnh là SC đúng không? Đáy là đường tròn ngoại tiếp của tứ giác ABCD. Cho nên là tâm tâm của cái đường tròn này vẫn là tâm O nhé. Bởi vì O nó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp mà. Đó. Ok được chưa? Rồi. Bây giờ người ta bảo tính tỉ số thể tích của khối nón. Thế thì các bạn nhớ này, khối chóp này và khối nón ấy nó có chung chiều cao nha các bạn nha. Chung chiều cao là SO. Hai thằng này chung chiều cao là S gì các bạn? SO. Đấy. Thế thì bây giờ thì chúng ta chỉ cần xét tới diện tích đáy thôi nha. Diện tích đáy này. Với hình nón SABCD, với hình nón SABCD thì các bạn để ý này, diện tích đáy là diện tích hình vuông đúng không? Diện tích đáy thì bằng A bình, diện tích hình vuông mà là A bình. Đó. Thế còn với hình nón, à đâu với hình chóp chứ, các bạn xin lỗi, với hình chóp SABCD thì diện tích đáy là A bình. Thế còn với hình nón N thì các em để ý là bây giờ mình phải tính bán kính này, diện tích đáy thì bằng PR bình. Diện tích đáy của diện tích hình tròn là PR bình, nhưng cái R này là gì? Cái R này chính là cái OA này. Hãy nhớ bán kính là đoạn nối từ tâm ra một điểm trên đường tròn đúng không? Tâm là tâm O, điểm thuộc đường tròn là điểm A. Như vậy bán kính đáy chính là OA, đúng không nhỉ? Vậy là diện tích đáy lúc này sẽ bằng pi nhân OA bình phương. Mà OA này thì trẻ con cũng biết, OA này nó là A căn 2 trên 2, có đúng không? Như vậy nó là A căn 2 trên 2 tất cả bình nha. Nửa đường chéo hình vuông mà A căn 2 trên 2. Vậy nó bằng pi nhân a bình trên 2. Rồi. Vậy đây chính là diện tích đáy của hình nón, còn đây là diện tích đáy của hình gì các bạn? Hình chóp. Vậy bây giờ ta có tỉ số thể tích này. Ta có thể tích hình chóp chia thể tích hình nón. Đây, v chóp trên v nón sẽ bằng. Hình chóp là 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao, diện tích đáy của hình chóp là a bình nhân chiều cao là SO. Đấy, thì đây là thể tích hình nón, hình chóp này. Còn thể tích hình nón là 1/3 diện tích đáy này, diện tích đáy đây. Diện tích đáy nhân chiều cao cũng là SO, đúng không? 1/3 diện tích đáy nhân SO. Đó.
và chúng ta triệt tiêu này, tỷ số SOSO là đứt này, 1/3 là đứt này, A bình là đứt này, hai này lộn lên trên, như vậy hai lộn lên trên thì kết quả là 2/pi. Vậy các em có đáp án đúng của câu 19 này là đáp án C, đúng không? Đấy thì chúng ta trải qua câu đầu tiên của phần là hình nón ngoại tiếp hình chóp, thấy chưa? Trung đỉnh, trung chiều cao nhưng đáy là đường tròn ngoại tiếp của cái hình chóp này. Ok, tiếp câu hỏi số 20 nào các em. 20D. Đáp án gì ạ? Đọc đề bài comment cho thầy nào. 20 đáp án gì đây? Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh bằng A căn 2. Rồi. À, lần này là đấy là nội tiếp nha các bạn, để ý này. Hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng A căn 2 luôn các bạn ạ. Tất cả các cạnh đều bằng A căn 2 nhá. Tất cả các cạnh tức là bao gồm cạnh bên và cạnh đáy đấy đúng không? Cạnh bên và cạnh đáy đều bằng A căn 2. Thầy lại vẽ hình chóp tứ giác đều SABCD nè. Hình chóp tứ giác đều SABCD. Đấy, SC A B C D vẫn giống hệt như bài trước rồi đúng không? Có chăng nó chỉ khác ở chỗ là cạnh nó bằng A căn 2, cạnh đáy bằng A căn 2 nhá, và cạnh bên cũng sẽ là A căn 2 các bạn nhá. Đấy, tất cả cạnh đều bằng A căn 2 này. Tính thể tích của khối nón đỉnh SC và đường tròn đáy, và đường tròn đáy là nội tiếp tứ giác ABCD. Thế đường tròn nội tiếp là đường tròn như nào? Các bạn nhớ này, ngoại tiếp ấy thì là đi qua tất cả các đỉnh, đúng không? Các bạn nhớ đường tròn ngoại tiếp đa giác này là đi qua tất cả các đỉnh này. Thế thì đường tròn nội tiếp là đường tròn như thế nào? Nội tiếp tức là nó ở bên trong, nội là bên trong. Thế thì nội tiếp tức là tiếp xúc với tất cả các cạnh nha. Các bạn chú ý cách vẽ là vẽ tiếp xúc với tất cả các cạnh. Đây, thì chúng ta có một cái hình tròn nho nhỏ ở đây, được không? Đây, hơi xấu một tí nhưng thầy đã nói rồi, không sao. Ông trời không cho ai tất cả, người đẹp thì hình xấu, chuyện bình thường. Ok được chưa? Đấy, thì đây chính là đường tròn nội tiếp của nó nha. Tiếp xúc với tất cả các cạnh của cái đa giác này. Nhưng tiếp xúc với các cạnh tức là như nào? Các bạn lưu ý này, nội tiếp tức là tiếp xúc với các cạnh. Nhưng tiếp xúc với các cạnh tức là các cạnh sẽ vuông góc với bán kính. Các cạnh sẽ vuông góc với bán kính của đường tròn này. Đấy, các bạn chú ý, các cạnh sẽ vuông góc với bán kính. Tức là nếu các em dựng một cái đường bán kính vào đây này, OH này, thì OH này sẽ vuông góc với CD. Được chưa? Đấy. Ý tức là ví dụ cạnh này là cạnh CD và cạnh này, thì tức là trên hình vẽ thể hiện CD sẽ vuông góc với OH, với bán kính chính là OH và cạnh nó là CD nhá. Ok chưa các em? Rồi. Đấy. Thế khi đó này, người ta bảo là cái gì đây? Tính thể tích của khối nón đỉnh S và đường tròn đáy rồi. Thế bây giờ muốn tính thể tích khối nón thì em cần tính được diện tích đáy và chiều cao, bán kính đáy và chiều cao nhá. Đấy. Thế với hình nón nội tiếp này thì em có bán kính chính là cạnh OH này. Các em cần tính bán kính thì bán kính đáy chính là cạnh OH của thầy, có đúng không nhỉ? Còn OH này thầy nghĩ là trẻ con cũng tính được, chứ đừng nói đến lớn tướng như các em rồi. OH tức là tiếp xúc với cạnh cho nên nó là bán kính mà đúng không? Đây, đây chính là bán kính đường tròn nội tiếp này. Một đường vuông góc với thằng này. OH nó sẽ bằng một nửa BC theo tính chất của đường trung bình. OH bằng nửa BC, đúng nha. Mà BC là cạnh nó bằng A căn 2 trên 2. Đấy. Vậy là các em có bán kính đáy là A căn 2 trên 2. Ok. Vậy xong bán kính này. Tiếp theo là chiều cao. Muốn tính thể tích phải tính chiều cao. Bây giờ ta tính chiều cao là chiều cao H này. Chiều cao thì chiều cao chung nó là cạnh gì các bạn? SO nhá. Chiều cao là cạnh SO. Thế để tính SO thì dễ thôi. Để tính SO thì các em sẽ khép nó vào tam giác vuông SOA cho thầy. Đấy. Khép vào tam giác vuông SOA. Thế trong cái tam giác vuông SOA thì các em có cái điều gì? Đó là các em có OA này các bạn này. Đấy, các bạn có OA này. OA thì các em nhớ là bằng AC trên 2 nhá. Đầu tiên ta tính OA này. OA thì bằng AC trên 2. Mà AC nó là đường chéo của hình vuông cạnh A căn 2. Thì cái AC nó bằng A căn 2 nhân căn 2. Các em nhớ là đường chéo của hình vuông bằng cạnh hình vuông nhân thêm căn 2. Đấy. Rồi AC là A căn 2 nhân căn 2 và trên 2 nữa. Vậy thì sao OA căn 2 trên 2 là hết này. OA bằng A nhỏ. Đúng không? Đấy. OA là bằng A nhỏ. Đúng không?
Vậy khi các em có OA rồi, các em có SA rồi thì các em sẽ tính ra cạnh gì các em? SO. Rồi. Vậy bây giờ ta xét tam giác vuông SOA. Trong tam giác vuông SOA thì các em Pythagore, nhẹ nhàng Pythagore. Các em sẽ có SO sẽ bằng căn của. Căn của cái gì nhỉ? SA bình trừ đi AO bình. SA bình trừ đi OA bình. Như vậy thì SO của thầy sẽ bằng căn của bao nhiêu đây? 2A bình trừ đi A bình. Vậy nó bằng A căn 2. Xong. Vậy là thầy đã tính được chiều cao của cái hình nón này là A căn 2 rồi. Đúng không? Đấy. A căn 2. Xong. Đấy chưa? Diện tích bán kính này. Chiều cao này. Đúng không? Diện tích chiều cao. Vậy suy ra thể tích của hình nón này sẽ bằng 1 phần 3. Diện tích đáy là PR bình. R này. PR bình phương. Nhân gì các bạn? Nhân H. H đây nha. H đây. 1 phần 3 PR bình phương nhân H. Và kết quả sẽ bằng. Bằng bao nhiêu để cái máy tính nó bấm cho nó yên tâm đúng không? 1 phần 3 này. Nhân căn 2 trên 2 tất cả bình phương nhân căn 2. Và nó bằng căn 2 trên 6. A mũ 3 căn 2 trên 6. Và như vậy câu 20 của thầy đáp án đúng là đáp án gì các em? Sai mất rồi các bạn ơi. Hình như thầy làm sai sao ấy nhỉ? Các bạn câu 20 thầy sợ. Các bạn comment đáp án C à? Thầy bị sai cái nào ấy nhỉ? Sao các bạn lại comment đáp án C à? Ờ thế thì thầy bị sai ở đâu rồi đúng không? À đây là bằng A chứ các bạn. Đây là bằng A chứ. Ừ các bạn chẳng nhắc thầy gì cả. Đây là A nhá. Vậy đây là A đúng không? Đấy các bạn ơi. Đây là A mới đúng này. Đấy các bạn phải chỉ cho thầy lỗi sai chứ. A này đúng không? Vậy chỗ này nó phải là gì các bạn? Bỏ căn 2 đi. A mũ 3 trên 6. Pi. Đúng nhá. Vậy đáp án đúng của mình là gì các bạn? Là C. Rồi. Đấy. Các bạn thấy không? Chỉ cần có một thao tác nhỏ là thầy đã phát hiện ra là bạn nào là bạn học, còn bạn nào là bạn chỉ vào đây xem linh tinh. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là có mấy bạn cũng comment đáp án D. Đấy, các bạn cứ comment đáp án D là bởi vì là các bạn chả chịu nghĩ gì cả. Đấy, thầy chỉ cần giả vờ sai một tí thôi là các bạn cũng sai theo thầy luôn. Vì thế là những bạn như vậy là các bạn phải sửa ngay nhá. Còn thầy biết là nhiều bạn là comment trước ở đáp án C rồi. Đấy thì thầy bảo ừ thế thì mình phải giả vờ mình sai cho chúng nó biết. Xem chúng nó một là có tập trung vào học không. Hai là chúng nó có gì các bạn học sinh các bạn có thế nào nhỉ? Có bị lay động bởi những cái gì mình nói không? Thấy chưa? Thì các bạn thấy là cái kỹ năng giảng dạy nó rất là quan trọng. Nào tiếp tục câu hỏi số 21 đi nhỉ? Rồi 21 này. 21. Này, các bạn phải hiểu là đỉnh cao của gì nhỉ? Của diễn xuất ấy, đó là diễn như thật mà diễn người ta tưởng mình là mình thật luôn đấy các bạn. Đấy chứ còn nhiều người giả vờ sai các bạn hình dung nha, thầy biết nha, nhiều thầy cô giả vờ sai lộ lắm các bạn. Không thật được như thầy đâu. Thầy giả vờ sai thì nó sai như thật luôn các bạn. Còn nhiều người giả vờ sai học sinh bắt luôn là thầy này cô này là giả vờ sai này. Nó là phải luyện tập nhiều đấy các bạn ạ. Giả vờ sai là phải luyện tập nhiều ấy. Không phải là đơn giản đâu các bạn. Rồi. Toàn văn này lại phải cấm trên trang rồi. Hai. Ơi giời. Nào tiếp tục chúng ta đến câu hỏi số 21 nào các bạn. 21. Trong hình lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy, một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông và đáy là hình tròn nội tiếp. À rất là giống câu trước đúng không? Rất giống câu trước. Đấy, đây chúng ta làm nào. Bây giờ tính diện tích toàn phần nhá. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình lập phương này. Rồi. Vẽ hình lập phương này. Đó. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. A, B, C, D. A, B, C, D. Rồi. Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông A, B, C, D. À, thế thì các bạn, thế thì thôi. Cái này mình nên để nón bên trên là phẩy, à, bên trên là không phẩy nhá, dưới là phẩy nhá. Đây. Một khối nón có đỉnh là tâm của hình vuông. Tâm hình vuông này.
Tâm hình vuông đây là O đúng không? Đây, tâm của hình vuông ABCD, đấy là đỉnh của hình nó này. Và đáy là hình tròn nội tiếp của tam giác, à nội tiếp của cái hình vuông ở dưới. Thì chúng ta vừa nói về cái hình tròn nội tiếp xong đúng không? Chúng ta vừa nói về hình tròn nội tiếp xong, nó tiếp xúc với tất cả các gì các bạn? Các cạnh, đúng nha? Nó tiếp xúc với tất cả các cạnh. Đấy, đúng không? Và chúng mình có tâm O phẩy ở đây. Khi đó O phẩy này chính là chiều cao của hình nón này. Và hình nón này các bạn để ý nó sẽ trông như thế này. Đấy, nó sẽ trông như thế này nhá. Và hơn nữa là các em phải để ý rằng cho thầy là do nó tiếp xúc với các cạnh cho nên là các cạnh sẽ vuông góc với các cái bán kính của nó. Ví dụ thầy gọi đây là H này, thầy gọi đây là K này, đúng không? Vậy thì khi mà các em đọc đề bài xong ấy thì đầu tiên là các em phải vẽ hình đã. Các bạn phải vẽ hình đã nhá. Vẽ đúng hình thì chúng ta bắt đầu mới làm được. Đây, thì hình vẽ là thầy vừa nói cho các em, à vừa vẽ cho các em rồi. Thế bây giờ đáy là hình tròn nội tiếp của hình vuông. Đáy là hình tròn nội tiếp của hình vuông. Xong. Và hình hình lập phương này có tất cả cạnh bằng a nhỏ. Đó. Nào, bây giờ người ta phải tính gì? Tính diện tích toàn phần của khối nón đó. Các em còn nhớ công thức tính diện tích toàn phần không nhỉ? Diện tích toàn phần thì bằng, nó bằng diện tích đáy cộng diện tích xung quanh. Diện tích đáy là PR bình cộng diện tích xung quanh là PRL. Vậy thì muốn tính được diện tích toàn phần, các em phải tính được bán kính và các em phải tính được đường sinh. Nhưng trước khi tính được, các em hãy chỉ cho thầy biết là bán kính là cạnh nào mà đường sinh nó là cạnh nào. Nào, với hình nón này thì bán kính là cạnh nào? Trong đó, bán kính là cạnh gì các em? Chúng ta vừa nói ở bài trước xong, bán kính chính là cái cạnh O phẩy H này, đúng không? Bán kính là O phẩy H. Còn đường sinh là cái gì các bạn? Còn đường sinh của chúng mình nó là cạnh OH. Đấy. Đường sinh chính là đoạn nối từ đỉnh hình nón cho đến một điểm trên đường tròn đáy của hình nón, đúng không? Đấy, thì đây là đường sinh. Ok. Và bây giờ chúng mình tính nhá. Đầu tiên thì các em có O phẩy H. O phẩy H thì bằng A trên 2 rồi đúng không? Này, O phẩy H. Một nửa mà, một nửa cạnh hình cạnh của hình vuông mà, A trên 2 xong này. Thế còn cái cạnh OH này bằng bao nhiêu? Thì sau khi các em tính ra được cái cạnh O phẩy H là A trên 2 ấy, các em cũng để ý cho thầy luôn là cái cạnh O phẩy này này, cái cạnh O phẩy này cũng chính bằng cạnh lập phương cho nên O phẩy cũng bằng A nhỏ. Được chưa? O phẩy cũng chính là cạnh hình lập phương nó bằng A nhỏ. Vì vậy là chúng ta sẽ khép vào tam giác O phẩy H. Đấy. Chúng ta xét tam giác vuông O phẩy H. Theo định lý của cụ Pythagore thì chúng ta sẽ có được cạnh OH sẽ bằng căn của A bình cộng A trên 2 tất cả bình. Tức là A bình trên 4 đúng không? Cái này bình cộng cái này bình. Như vậy nó là căn của 5A bình trên 4. Căn của 5A bình trên 4 tức là A căn 5 trên 2. Đó, A căn 5 trên 2. Vì vậy là chúng ta đã có được đường sinh. Cái L này thì bằng A căn 5 trên 2 đúng không? Còn cái R này thì bằng A trên 2. Thế rồi. Vậy bây giờ thầy bắt đầu lắp vào diện tích toàn phần. Nào, PR bình R đây này các bạn này. A bình trên 4 này cộng PR này, R là A trên 2 này. Cộng L này là bao nhiêu? A căn 5 trên 2 này. Đấy. Rồi, và phần còn lại thì hãy để máy tính bấm nhá. 1 phần 4 cộng 1 phần 2 nhân căn 5 trên 2. Được chưa? 1 cộng căn 5 trên 4 pi. Rồi, như vậy nó bằng pi nhân 1 cộng căn 5 trên 4 a bình. Cho nên đáp án đúng của thầy là đáp án gì các bạn? B. Hoa. B. Đấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là tuy thầy vẽ hình rất là xấu đúng không? Mình phải công nhận là mình vẽ hình nó xấu đi. Nhưng mà sau khi vẽ xong mình lại thấy rất dễ nhìn hình. Đấy, thì đấy nó là nghệ thuật của người vẽ. Tức là bản thân các cái nét nó rất là xấu. Đấy, nhưng mà sau khi nó kết hợp lại thì nó lại rất là đẹp. Ok, Kiều Loan còn 198 ngày nữa thi nha các bạn. Ok em. 198 nhiều thế nhỉ? Ui, thoải mái đúng không? Chơi dài 8 ngày rồi học ha. Còn 190 ngày chơi nữa các bạn. Lọ gì? 8 ngày cuối học. Đấy là thầy nói môn văn thôi. Còn môn toán thì lúc nào chúng ta phải học và thậm chí các bạn phải luyện đề luôn đi nhá. Ui dồi ôi. Có bạn hỏi là tại sao cái O phẩy H này bằng A trên 2. Lạy Chúa ơi. O phẩy H bằng một nửa BC mà các em. Ui dồi ôi. Dùng mình. Câu 22. Cho hình tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 3A.
Hình nón có đỉnh là A và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD, tính diện tích xung quanh của hình nón. Thầy bảo rồi luôn ấy. Nào, bây giờ chúng ta vẽ tứ diện đều nha các em ơi, tứ diện đều nha. Cái thằng Đỗ Bảo học này hay nhờ, thầy bảo các em luyện đề đi chứ thầy không hề bảo các em mua sách của thầy để luyện nhá. Các bạn Đỗ Bảo học này chỉ được cái xui đúng các bạn thôi. Tứ diện đều này, đấy, tứ diện là hình cho tam giác đúng không? ABCD. Đấy, tứ diện đều, tất cả các cạnh bằng nhau và đều bằng gì các bạn? 3A nhá. Rồi, tất cả cạnh bằng nhau và cạnh bằng 3 hết nha. Cạnh bên cũng bằng 3 luôn nha. Hình nón có đỉnh là A, trung đỉnh. Và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Thế thì đầu tiên ấy là chúng ta phải xác định được tâm đường tròn ngoại tiếp đã. Tâm đường tròn ngoại tiếp của cái tam giác BCD này ở đâu? Hãy nhớ là do tứ diện ABCD là tứ diện đều, cho nên đáy cũng là tam giác đều các bạn. Đáy là tam giác đều thì tâm của nó thì chỉ có một thôi, đúng không? Các em sẽ vẽ thầy một cái đường cao này. Đây, các bạn vẽ một đường cao BH này. Và các em lấy tỷ lệ 2/3 đi. Thì đây chính là tâm đường tròn ngoại tiếp. Nhưng cũng do hình chóp này là chóp đều, cho nên khi O là tâm đường tròn ngoại tiếp thì AO cũng vuông đáy nha. Thì thầy vẽ cho đủ. Đấy. Đó, thì đây chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp. Còn bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn ngoại tiếp, là đường tròn đi qua tất cả các gì các em nhỉ? Đi qua tất cả các đỉnh của cái hình nón, của cái tam giác này đúng không? Đấy. Rồi, được chưa? Màu đỏ nhá. Ok, vậy đây chính là cái đường tròn đáy mà chúng ta cần phải tìm. Rồi, đây chính là đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác BCD. Bây giờ tính diện tích xung quanh của hình nón. Đấy, hình nón của các bạn đây này. Đấy nhá. Nào, bây giờ họ bảo các bạn tính diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh. Hãy nhớ diện tích xung quanh được tính theo công thức là Pi R nhân L. Úi dồi ôi, Linh Bùi ơi, sao mất gốc nghiêm trọng thế? Tại sao lấy 2/3? Trời đất ơi, thì nó là trọng tâm mà em. Tất cả các tâm nhập thành một mà. Lạy Chúa, bạn Linh Bùi này mất gốc nặng rồi. Bạn hỏi tại sao lại O lại là lấy 2/3 của BH, thì các ông không học tam giác đều có tất cả các tâm chập thành một à? Thì trọng tâm nó cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp luôn à? Ôi giời ơi, mất gốc. Nào, thế bây giờ để tính được diện tích xung quanh này thì các em phải tính được bán kính và đường sinh. Thế trong đó bán kính là cạnh nào và đường sinh là cạnh nào? Nào, trong đó thì bán kính đáy này, bán kính đáy. Hãy nhớ bán kính ấy là đoạn nối từ tâm ra đỉnh nhá. Nối từ tâm ra đỉnh. Đấy. Thì tâm của mình là O, còn đỉnh là mình là B. Thế như vậy bán kính là OB đúng không? Đấy, hãy nhớ bán kính là đoạn nối từ tâm ra điểm thuộc đường tròn đây. Đấy. Thế như vậy đây chính là bán kính đáy này. Chính là cạnh OB đúng không? Rồi, còn đấy là cái R này. Thế còn cái L là cái gì các bạn? L này là cái gì? Thì nó là đường sinh. Đường sinh thì nó chính là cái cạnh B này đúng không? Đường sinh chính là cạnh B này. Đấy, là AB. Đường sinh là nối từ đỉnh xuống một điểm thuộc đường tròn đáy mà. Đó, đấy là đường sinh. Nhưng may quá là đường sinh này là bằng gì các bạn? 3A. Đường sinh thì bằng 3A. Có sẵn rồi. Vậy là L này đã có rồi. Đã có L. Vậy bây giờ ta tính mỗi gì các bạn? Mỗi bán kính nữa là xong. Đấy. Đề thi đại học nó như thế đấy các bạn. Thế thì cái OB này thì... Đây nha, nói cho bạn Linh Bùi nghe này. Cái OB này nó sẽ bằng 2/3 của cái BH. Đấy, 2/3 cái BH. Bởi vì... tính chất của tam giác đều thôi, đúng không? Đấy. Và sẽ bằng 2/3 của BH là BH thì là đường cao của một tam giác đều, các bạn nhớ này, đường cao của tam giác đều BCD, đường cao của tam giác đều bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3/2, đúng không? Chúng ta nói rất nhiều rồi, đường cao tam giác đều bằng cạnh của tam giác đều là 3A này, tam giác đều cạnh 3A này nhân căn 3/2. Đấy. BH nhá, bằng cạnh nhân căn 3/2. Vậy rút gọn đi nha, rút gọn đi. 3/3 là đứt, 2/2 là đứt. Thế như vậy nó còn A căn gì các bạn? A căn 3. Đấy. Vậy là cái bán kính đáy OB này bằng A căn 3. Thế thôi. Và từ đó các em có được bán kính, các em có được đường sinh. Vậy các em có diện tích xung quanh của nón. Pi nhân R, R là A căn 3 này. Nhân L này, L bằng 3A. Vậy nó sẽ là 3 căn 3 A bình Pi. Cho nên câu 22 của thầy đáp án đúng là C. Đấy, C.
3 căn 3 PA bình. Được chưa? Rồi. Thấy nhá, thì đấy là câu hỏi 22. Các em có hiểu bài này không nhỉ? Các bạn có hiểu bài này không? Ừ. Thì các bạn thấy là thầy vẽ hình rất xấu, nhưng thầy hy vọng là cái xấu của thầy ấy cũng sẽ giúp được các em hiểu được bài, đúng không? Còn hơn là những cái đẹp mà chúng ta không hiểu nổi. Vì các bạn biết là người đẹp thì thường khó hiểu mà. Rồi. Tiếp tục câu hỏi số 23 nào. Đấy, câu này bắt đầu khoai này. Câu này đang làm mà làm được ấy. 24 à? À 23 à? Đăng ký khóa là bao nhiêu tiền? Em cứ nhắn tin vào Facebook thầy nhá. Không nói trên này các bạn lại bảo thầy quảng cáo. Các bạn hỏi vấn đề gì về học tập ấy thì các em cứ nhắn tin vào Facebook thầy cho thầy nhá. Chị Quốc Nguyễn nhá, chị Quốc Nguyễn. Mình không dạy toán 10 nhá, mình không dạy toán 10 à. Mình dạy toán lớp 11, lớp 12 thôi. Tại vì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì chỉ tập trung vào 11, 12 thôi mà. Nên là mình chưa dạy toán 10. Câu hỏi số 23 nào. Cho hình nón có đỉnh SC, đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Đấy, nội tiếp à. Biết rằng AB bằng 10, 10A, BC bằng 10A, AC bằng 12A. Rồi. Góc tạo bởi mặt phẳng SAB, SAB và ABC thì bằng 45 độ. SAB và ABC 45 độ. Đấy. Được chưa? Tính thể tích của khối nón đã cho. Câu này là căng đấy các bạn, căng ấy, căng ấy. Nào các cháu, bây giờ nè, bây giờ nó là căng này này. À, tính thể tích đường tròn nội tiếp. Rồi. Thế bây giờ để tính được thể tích ấy thì các bạn phải tính được cái gì các bạn? SI đúng không? Đấy, SI. Tại sao SI vuông góc phải đáy thì các bạn thấy rằng là đấy nha. Này, do hình vẽ này nhá. Do y là tâm. Do y là tâm đáy đúng không? Đây này, tâm đường tròn nội tiếp này, cho nên SI vuông góc với đường tròn đáy. Đúng chưa? SI vuông góc với đường tròn đáy thì đương nhiên là SI cũng sẽ vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Tại vì đường tròn đáy thì với cả mặt phẳng ABC nó là một mà. Cho nên SI mà đã vuông góc với đường tròn đáy thì đương nhiên là SI sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Đấy thì các bạn nhớ, vậy SI nó là đường cao chung, đúng không? Nào, bây giờ chúng mình bắt đầu xác định này. Đầu tiên, hãy xác định góc tạo bởi mặt phẳng SAB và ABC đi. Đấy. Thì nguyên tắc để xác định góc giữa SAB và ABC. Thì thứ nhất là chúng ta tìm giao tuyến này, SAB và ABC này, giao tuyến là đường gì các bạn? Giao tuyến là đường AB. Bước 1 tìm giao tuyến. Bước 2 từ điểm còn lại hạ một đường vuông góc xuống đáy, đúng không? Từ một điểm còn lại hạ một đường vuông góc xuống đáy là SI. Bước 3 là từ Y ta dựng một đường vuông góc với giao tuyến, thầy gọi là IK. Đấy. Thì tại sao là IK này? Thì bởi vì là do đường tròn này nội tiếp, cho nên là bán kính chính là đoạn vuông góc với AB luôn. Đấy. Vậy ta dựng IK vuông góc ở đây luôn nhá. Các bạn nhớ này, do đây là đường tròn nội tiếp, cho nên bán kính của đường tròn chính là đoạn vuông góc với cạnh này luôn. Tính chất của đường tròn nội tiếp mà có bán kính vuông góc với cả cạnh của nó, chúng ta đã nói rất nhiều ở phía trước rồi. Rồi và bước cuối cùng, kéo lên đỉnh SC đúng không? Kéo lên đỉnh SC. Vậy góc này SKI chính là 45 độ. Đó. Vậy nó chính là góc SKI. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Thế Minh Phương này bị làm sao ấy nhỉ? Đã nói Y là tâm đường tròn nội tiếp của hình nón, cho nên đỉnh, từ đỉnh xuống tâm là đoạn vuông góc với đáy. Vuông góc với đường tròn thì phải vuông góc với tam giác, tại vì đường tròn là đường tròn nội tiếp tam giác. Thế mà không hiểu. Đó. Trần Huy này phải ban thằng Trần Huy thôi. Quẩy cái gì mà quẩy. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tính nhá. Thế thì bây giờ để tính thể tích của khối nón thì chúng ta phải tìm được bán kính của khối nón và chúng ta phải tìm được chiều cao của khối nón, có đúng không? Có bán kính, có chiều cao chúng ta mới có được thể tích. Thế bây giờ tính cái gì trước? Thì đương nhiên là phải tính bán kính trước rồi. Nhưng làm sao để tính được bán kính các bạn? Làm sao để tính được bán kính? Thì rất khó đấy, thì chúng ta phải nhìn vào đây một tí này. Chúng ta thấy một điều là cái tam giác
ABC đang là tam giác cân tại B nhá. Tam giác ABC là tam giác cân tại B. Có đúng không? Cho nên nếu Y là tâm đường tròn nội tiếp, nếu Y là tâm đường tròn nội tiếp thì các em kéo dài thằng này ra ấy, thì nó cũng chính là cái... Thôi không cần. Không cần. Đây. Thôi được rồi, tam giác cân tại B nhá. Xì xịt nhá. Coi này không cần lắm. Rồi, thôi coi như thầy vừa lỡ mồm nhá, Thì bây giờ thầy bảo các bạn này, các bạn có, tất nhiên thầy đang định bày cho các bạn một cách tính khác, nhưng thầy quên mất là các bạn đã học công thức này rồi. Bây giờ để tính bán kính ấy, để tính bán kính đường tròn nội tiếp nào. Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp. Các bạn có biết công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp không? Đấy. Nào, công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp đó là cái gì? Đó là công thức S bằng P nhân R. Các bạn đã từng biết công thức này chưa nhỉ? Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC thì theo công thức là diện tích tam giác thì bằng P là nửa chu vi, đúng không? Nhân R là bán kính đường tròn nội tiếp. Đấy. Cho nên suy ra là bán kính nội tiếp thì sẽ bằng diện tích chia gì các bạn? Nửa chu vi. Đấy, đúng không? Ok, diện tích chia chu vi. Được chưa? Các bạn biết công thức này chưa? Đấy thì các bạn phải cập nhật ngay nhá. Đấy. Được chưa? Thế như vậy là chúng ta tính được nửa chu vi và chúng ta tính được gì các bạn? Diện tích nữa là xong. Ok. Không biết công thức này. Trời đất ơi. Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ đi tính gì các bạn? Chu vi, nửa chu vi trước này đúng không? Nửa chu vi là tổng ba cạnh chia gì các bạn? Chia đôi. Đấy, nửa chu vi nhá. Tổng ba cạnh 10A cộng 10A cộng 12A chia đôi. Đúng chưa? Và bao nhiêu? 10 cộng 10 là 20. 20 cộng 12 là 32. 32 chia đôi là 16A. Rồi, 16A. Thế là chúng ta có được cái P này đúng không? Thế còn cái diện tích đáy chúng ta tính theo công thức gì các bạn? Diện tích đáy khi mà chúng ta biết ba cạnh nào, diện tích tam giác khi chúng ta biết ba cạnh đó là công thức hệ thức gì các bạn? Hệ rồng đúng không? Hệ thức hệ rồng khi biết ba cạnh, căn của gì các bạn? P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C nhá. Trong đó ABC là ba cạnh đúng không? Vậy sẽ bằng căn của P đó là 16A này nhân 16, cạnh thứ nhất là 10A này. Yeah, nhân cạnh thứ hai là 10A này, nhân cạnh thứ ba là 12A này. Đó. Căn nhá, 16 này nhân 16 trừ 10 này, nhân 16 trừ 10 này, nhân 16 trừ 12 này đúng không? P là nửa chu vi, vừa mới tính nửa chu vi ở trên này rồi. 48. Rồi, như vậy diện tích của cái tam giác này là 48. Xong. Vậy diện tích bằng 48, chu vi bằng 16, đúng không? Vậy ta ra R 48A bình ấy. Vậy ta đã có bán kính đường tròn nội tiếp thì bằng diện tích chia nửa chu vi, 48A bình chia 16A, nửa chu vi này. Và sẽ bằng 3A. Đúng không? 48 chia 16 được 3 mà. Hết rồi. Vậy là bán kính thì bằng 3A. Mà bán kính chúng mình vừa nói nó đoạn IK này các bạn, nó bằng 3A này. Đúng không? Bán kính thì là cái đoạn IK này bằng 3A. Rồi nhá. Thế sau khi mà các em tính được cái IK này rồi thì do góc này là 45 độ này thì cho nên là tam giác SIK là tam giác vuông cân, cho nên là SI cũng bằng 3A luôn các bạn ạ. Đấy, SI cũng bằng 3 luôn. Vậy tôi suy ra là SI cũng bằng 3A nhá. Bởi vì cái góc này là 45 độ mà các em, đúng không? Thì 3A 3A là ok. Vậy là bán kính đáy, bán kính đường tròn nội tiếp là 3A mà chiều cao cũng là 3A. Vậy thì chúng mình có thể tích thôi các em. Vậy thể tích khối nón sẽ là 1/3 pi r bình nhân h và sẽ bằng 1/3 pi 3a bình phương nhân 3a, đúng không? Vậy nó bằng 9 pi a mũ 3. Vậy câu 23 của thầy đáp án đúng là gì các bạn? Là B. Rồi, 9 pi a mũ 3 nhá. Thấy chưa? Các bạn hiểu bài không nhỉ? Có những cái tính chất mà các em phải rất là hiểu ấy thì các em mới xác định được hình đúng không?
Thế nhá. Chữ màu đỏ là chữ lỡ mồm các bạn. Lỡ mồm nói cái này. Không cần lắm. Chúng ta dùng công thức này nhanh hơn này đúng không? Thay vì vẽ hình ra thì các bạn dùng công thức S bằng P nhân R. Nhiều bạn cũng biết đấy đúng không? Ít bạn biết nhưng mà nhiều bạn cũng biết. Rồi, đây là câu 23. Rồi. Đấy. Rồi, thế là thầy vừa ôn cho các bạn xong phần này nhá. Thầy vừa ôn cho các bạn xong phần ngoại tiếp và nội tiếp nhá. Đấy, ngoại tiếp, nội tiếp này. Xong này, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta đến phần gì các bạn? Thiết gì các bạn? Thiết tha, đúng không? Thiết diện. Đấy. Thiết diện dịch ra là gì? Diện, tức là mặt. Diện là mặt. Còn thiết là gì các bạn? Thiết là thiết tha. Thế như vậy là thiết diện, tức là khuôn mặt thiết tha được học hành. Đấy. Đó chính là khuôn mặt của các em đấy. Đúng không? Thầy nói thế có chuẩn không các bạn? Thiết diện chính là gương mặt của các em, là một những cái gương mặt rất là thiết tha của việc học hành. Các bạn có thiết tha việc học không? Hay là các bạn không thiết tha gì cả? Nào bây giờ chúng ta đến thiết diện nhá các bạn ơi. Chúng ta đến thiết diện nhá. Thế thì trước khi đến thiết diện này. Thôi nói thế thôi đúng không? Chứ thiết diện nó là mặt gì các bạn? Nó là mặt cắt. Ok. Thiết diện nó là mặt cắt. Đúng rồi. Chứ không phải là khuôn mặt thiết tha đúng không? Ừ. Nào, nói về thiết diện ấy thì chúng ta sẽ có 3 loại thiết diện chính nhá. Chúng ta có 3 loại thiết diện chính. Thứ nhất là thiết diện qua trục, tức là mặt cắt cắt qua trục của hình nón đúng không? Đầu tiên đó là thiết diện qua trục này. Chúng ta ôn lại một tí này. Đấy. Đấy. Thiết diện qua trục này. Một này, hình vẽ sẽ là thế này. Đúng không? Loại thứ hai là thiết diện qua gì các bạn? Đây là thiết diện qua trục nhé. Ok. Loại thứ hai này là thiết diện qua gì các bạn? Qua đỉnh. Đấy, loại thứ hai thiết diện qua đỉnh. Thì khi em vẽ thiết diện qua đỉnh thì các em nhớ thầy các em vẽ hình như sau này. Đỉnh S này. Qua đỉnh tức là cái mặt phẳng ấy đi qua đỉnh thôi. Và nó sẽ cắt cái đường tròn đáy theo cái dây cung là dây cung AB ở đây. Đây. Đây chính là thiết diện qua gì các bạn? Qua đỉnh. Đó. Thế thì ở đây là qua đỉnh nha. Thì nói chung là ở cái phần qua đỉnh này và qua trục thì các em phải nhớ được những cái tính chất đều là tam giác SAB hết. Các bạn nhớ nha, đều là tam giác SAB hết. Và tam giác SAB này thì tối thiểu nó là một tam giác cân các bạn ạ. Tam giác SAB là tam giác cân bởi vì là nó có hai cái cạnh bên này là hai cái L, đúng không? Cái L trái và cái L phải là hai cái đường sinh. Bên này anh thấy thôi, nó có cái L trái và cái L phải là hai cái đường sinh. Đấy, cho nên nó là tam giác cân. Đấy, vì vậy là đáp án đúng của câu 24 này là đáp án B nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Thế nhưng sau này các bạn phải hiểu sâu hơn này. Với thiết diện qua trục thì cái tam giác SAB này có hai cạnh bên là hai đường sinh và cạnh còn lại này là đường kính, đúng không? Cạnh còn lại này là cái đường kính. Thế như vậy đường kính này thì các bạn thấy rằng là nó gấp đôi bán kính. Đấy, để các bạn chú ý nhá. Thế còn bên thiết diện qua đỉnh thì sao? Bên thiết diện qua đỉnh là cái tam giác SAB này thì có hai cạnh bên là hai cái đường sinh. AB là dây cung. Nhưng các em phải nhớ thầy hai chi tiết rất quan trọng. Hai chi tiết rất quan trọng, đó là chi tiết đầu tiên là khoảng cách từ tâm của đáy cho đến thiết diện SAB này. Khi người ta yêu cầu các em tính khoảng cách từ O tới tam giác SAB ấy, thì các em phải dựng này này. Đầu tiên các bạn dựng thầy OK vuông góc với AB và vuông với trung điểm nhá. Sau đó các em kéo lên đây và các bạn tỉa thầy một đường OH vuông góc với cả cái SK này. Thì đây chính là khoảng cách từ O cho đến SAB. Cái này các bạn nên nhớ lý thuyết đi nhá. Khi người ta đã hỏi về thiết diện qua đỉnh ấy thì người ta thường xuyên nói về cái khoảng cách từ tâm cho đến cái mặt phẳng này. Thường xuyên nói như vậy. Đấy, và cách dựng ra khoảng cách này, dựng OK vuông góc với AB, nhớ K là trung điểm này, kéo lên đỉnh, tỉa một đường lên này, đúng không? Và cái thứ hai người ta cũng rất hay nói, đó là diện tích của tam giác SAB các bạn nhá.
diện tích của cái thiết diện là tam giác SAB này. Thì tam giác SAB này sẽ được tính theo công thức diện tích là 1/2 đáy nhân chiều cao các bạn ạ. Chiều cao của thằng này là S. Chiều cao của tam giác SAB này SK, nó là 1/2 AB nhân SK. Đó. Thì tất cả những cái này ấy, thầy đã đều dạy các bạn nát cả vở rồi, có đúng không? Đấy, bạn nào mà ghi chép đầy đủ các bạn thấy là nát vở từ lâu rồi. Đấy, thầy đã từng nói với các bạn rất là nhiều lần. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Trong lý thuyết thầy đã dạy các bạn cực kỳ đầy đủ rồi. Đấy là thiết diện qua đỉnh, đúng chưa? Đấy, còn đây là thiết diện qua trục. Đó. Thế thôi nhá, thầy ôn lại một tí thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm bài thôi nhá. Được không nhỉ? Nào, câu 24 đáp án là B nhá. 25 đi các bạn ơi, 25 đáp án gì đây? Buồn cười lúc nãy giải thích cái từ thiết diện người ta lại bảo mình linh tinh. Thiết diện đó là gương mặt thiết tha đúng không? Vở em vẫn còn à? Thế thì học này là chưa chăm rồi. Học khi nào viết đến nước cái nát cả vở, gãy cả bút thì mới là chăm học. Nào, cắt hình nón bởi mặt phẳng qua trục của nó. Đấy, thế như vậy đây là thiết diện qua trục này các cháu ạ. Nào, chúng ta vẽ nhanh thiết diện qua trục nha. Vẽ hẳn bút đỏ cho các bạn nhìn rõ nhé. Màu đỏ chứng tỏ là làm nhanh đúng không? SAB. Đây chính là mặt phẳng qua trục này. Trục là SO này. Ta được một thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh bên bằng A căn 2. Tam giác vuông cân thì chắc chắn là vuông tại S rồi, bởi vì nó đang cân tại S mà. Đấy. Có hai cạnh bên này là A căn 2. Ok. SA bằng SB bằng A căn 2. Tính diện tích toàn phần của hình nón. Không chậm đâu em ơi, bởi vì cái bài này thầy đã dạy rồi. Thắng nhá, thắng vào khóa học mà học lại từ đầu ấy nhá. Đây là ôn tập chứ không phải là dạy từ đầu các bạn ạ. Không thể dạy chậm ở đâu. Tính diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình nón thì bằng PRL cộng PR bình. Nào, thế trong đó R là cái gì? Thì các bạn thấy là cái bán kính cái này chính là cạnh OB đúng không? Bán kính là OB. Còn L là cái gì? Đường sinh SB. Đấy. Thế ở trong bài này các bạn thấy là cái L thì người ta đã cho rồi. Cái đường sinh này là SB người ta cho rồi bằng A căn 2. Có được L rồi đúng không? Có cái L. Thế bây giờ còn cái R này thì sao? Còn cái OB này. OB này tính như nào? Cái OB này ấy, thì bây giờ muốn tính thì các em phải tính được cạnh AB đã các bạn. Tính được cạnh AB xong chia đôi đúng không? Mà muốn tính AB thì Pythagore thôi. Trong tam giác vuông ASB. ASB. Nhẹ nhàng áp dụng định lý gì các bạn? Pythagore. Tao sẽ áp dụng định lý Pythagore thì các em dễ dàng có được cạnh AB sẽ bằng 2A nhá. Trẻ con phải làm được đúng không? AB bình phương 2A. Vậy thì suy ra OB sẽ bằng một nửa AB, OB sẽ bằng A nhỏ. Xong. Vậy là có bán kính, có đường sinh, thế thì có diện tích toàn phần. Vậy diện tích toàn phần sẽ là P này. R là OB là bằng A nhỏ này, L là A căn 2 này. Cộng P nhân R bình là A bình này, đúng không? Thế đó. Vậy đáp án đúng là đáp án C, đúng không? 25C. Hay là cộng với nhau nhá. C. Ok. À. Cái này mà còn nhanh nữa thì chứng tỏ là mất gốc nặng, đúng không? Mất gốc quá nặng các bạn. 26 đây, 26 đây. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều đấy, lại là thiết diện qua trục đó. Lại là thiết diện qua trục. Wow, thì mình vừa vẽ một cái hình tròn quá đẹp. Đúng là chăm hay không bằng tay quen các bạn. Vẽ nhiều thì tự có đẹp thôi đúng không? Đấy. Úi giời, mê hồn. Hình này mà đem đi tán gái thì em nào cũng đổ 360 độ. Rồi. Nó là một tam giác đều, tại SA bằng SB và bằng AB. Có diện tích xung quanh bằng 8pi, tính chiều cao của hình nón này à? Wow, tính chiều cao của hình nón này. Diện tích xung quanh. Người ta cho diện tích xung quanh này. Diện tích xung quanh thì bằng bao nhiêu? 8pi. 8pi, đúng không? Nào, diện tích xung quanh công thức là gì các bạn? Diện tích xung quanh công thức là pi nhân r nhân l
thì bằng 8π. Trong đó thì R chính là OB, còn L là SP thì bằng 8π. Rồi, nhưng do gì các bạn? Nhưng do là cái OB này nó lại do cái tam giác SAB là tam giác đều, đúng không? Do tam giác SAB là tam giác đều. Cho nên là cái SB sẽ gấp đôi cái OB, đúng không nhỉ? OB bằng một nửa AB mà, cho nên SB gấp đôi OB, hay OB bằng một nửa của SB. Vậy là cái OB bằng một nửa cái SB, vậy OB thì biến thành SB trên 2. Nha. Rồi. Thế thôi. Như vậy SB bình phương sẽ bằng PP là hết 16, SB ở 16. Như vậy SB sẽ bằng gì các bạn? 4. Ok. Rồi, thế là ta có được SB rồi, là bằng 4 nhá. 8 2 16 mà. Và khi em có được gì các bạn? Khi em có được cạnh của tam giác đều rồi thì các em suy ra đường cao rất là dễ. Chúng ta đều biết đường cao của tam giác đều này, SO không? SO là đường cao của tam giác đều. Đường cao tam giác đều bằng cạnh tam giác đều nhân căn 3 trên gì các bạn? Trên 2. Cạnh tam giác đều nhân căn 3 trên 2. Đấy, vậy nó là 2 căn 3. Vậy đáp án đúng câu 26 của thầy là đáp án A, đúng không? Đó, thì thiết diện qua trục thì nó dễ lắm. Cái thiết diện qua trục thì đơn giản, nó chỉ là cái tam giác SAB thôi mà. Đấy, tam giác SAB này nó có một bên là đường sinh và một bên là đường kính, nó gần như nó cho hết rồi. Rồi nhá, thì thiết diện qua trục còn rất là dễ nhá. Thì chúng mình bỏ qua đi, về chúng mình đến thiết diện qua trục nữa nhá. 27 này. Nào, 27, để đại học cái nhá. Nào, câu 27 chúng ta làm thử đề đại học đấy. Câu này khó vãi này, câu này khó quá. Khó nào, 27 nào, 27 nào. Khó đấy, câu này chắc thầy không làm được đâu. Mặt phẳng qua trục. Mặt phẳng qua trục, như vậy là thiết diện qua trục rồi. Vẽ hình nào. Tầm nhá, mặt phẳng qua trục này, vẽ màu đỏ đi. Đấy, đúng không? SAB. Ồ. Rồi. Nào, đường sinh tạo với đáy một góc 60 là cái góc quái đó đây các em. Đường sinh tạo với đáy nào, đường sinh chúng mình lấy đường sinh SB nhá. SB tạo đáy một góc 60 chính là góc SBA 60 độ, đúng không? Vậy tam giác này là, úi giời, tam giác này là tam giác rất hay đây. Vậy là góc SBA bằng 60 độ. Thế thì điều gì xảy ra ở đây? Thế thì điều gì xảy ra ở đây các bạn? Các em thấy rằng là thiết diện qua trục ấy thì ban đầu nó là một cái tam giác cân. Nhưng tự nhiên đầu bài bảo cái góc này bằng 60 độ, góc giữa đường sinh và đáy mà, là góc SBA này này. Thế thì hóa ra là cái tam giác này lại là tam giác gì các bạn nhỉ? Đó lại là tam giác đều. Ôi thôi chết. Vậy suy ra tam giác SAB lại là tam giác đều. Ồ, thế đấy là một cái chi tiết chắc là quan trọng. Tiếp, tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp thì bằng 1. Rồi, bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1, tính thể tích. Ok, bán kính đường tròn nội tiếp nó chính là cái cạnh nào đây? Nó là cái cạnh nào đây? Thì các bạn thấy là cái chi tiết bán kính tam giác đều rất quan trọng. Khi mà chúng ta có tam giác đều ấy thì tất cả các tâm nó chập thành 1, có đúng không? Tam giác đều tất cả các tâm chập thành 1. Như vậy là tâm ngoại tiếp nó sẽ chập vào tâm nội tiếp, nó sẽ chập vào trọng tâm, nó sẽ chập vào trực tâm, nó chập linh ta linh tinh. Nhưng tóm lại thì chỉ có một tâm thôi, đó là tâm Y ở đây với tỷ lệ 2/3. Có đúng không? Đấy, nói làm sao sai được, đúng không? Thế như vậy là Y này sẽ lấy Y để sao cho SI bằng 2/3 của SO nhá. Ta lấy Y là trọng tâm của tam giác này. Như vậy trọng tâm thì nó cũng sẽ chập lại là gì các bạn? Chập lại là tâm đường tròn nội tiếp. Đấy, tâm đường tròn nội tiếp. Thế thì bây giờ bán kính đường tròn nội tiếp là cạnh nào? Bán kính đường tròn nội tiếp, hãy nhớ là bán kính đường tròn ngoại tiếp thì là đoạn từ tâm ra đỉnh. Đây là ngoại tiếp này. Còn nội tiếp là khoảng cách từ tâm đến cạnh này. Khoảng cách từ tâm đến cạnh, đây là nội tiếp này.
Như vậy bán kính đường tròn nội tiếp là cạnh IO các bạn nhé. Bán kính đường tròn nội tiếp là cạnh IO. Đấy. Đây, người ta có cho bán kính đường tròn nội tiếp là đoạn vuông từ tâm mà vuông góc với cạnh. Như vậy IO bằng 1. Rồi, vậy họ cho IO bằng 1 các bạn ạ. Đấy chưa? Rồi, đấy đấy. Đây. Hết rồi, thế còn bây giờ ta tính thôi đúng không? Tính thôi. Nào thôi ta tính nhanh nhé các bạn nhé. Vì Y cũng là trọng tâm cho nên là IO sẽ bằng 1 phần 3 của SO. Vậy nếu IO bằng 1 thì SO sẽ bằng 3, đúng không nhỉ? SO bằng 3. Đấy. Vậy ta có SO bằng 3 này. Xong chưa? Bây giờ để tính thể tích khối nón thì các em phải tính thêm cả bán gì các bạn? Bán kính nữa. Các bạn tính bán kính nữa. Vậy xét trong tam giác SOB đi. Nào, xét trong tam giác vuông SOB. Thầy dùng tang của 60 để tính ra OB nhá. Tang của 60 sẽ bằng đối là SO trên kề là OB không? Đối trên kề. Vậy tôi suy ra OB sẽ bằng SO trên tang 30, tang 60 chứ. SO thì bằng 3, SO thì bằng 3, tang 60 thì là căn 3. Vậy 3 trên căn 3 là căn 3. Ok, căn 3. Vậy là em có bán kính của hình đáy này là căn 3 rồi, chiều cao là 3 rồi, vậy em có thể tích thôi. Vậy thể tích sẽ bằng 1 phần 3 pi R bình, R là căn 3, nhân H, H là SO này các bạn này. 1 phần 3 pi R bình nhân H, SO thì bằng 3 nhá. Đấy. Vậy kết quả là 3 pi. Vậy đúng câu 27 này là đáp án đi. Như vậy là cũng không khó lắm, đúng không? Đấy. Khi mà chúng ta nắm vững tính chất của hình tam giác thì các bạn sẽ làm được bài này ngon lành thôi. Đấy nha. Đấy, như vậy chi tiết tam giác đều rất quan trọng. Chi tiết tam giác đều cho chúng ta biết rằng là tất cả các tâm chập thành một. Vì vậy là tâm đường tròn nội tiếp cũng chính là trọng tâm luôn, đúng không? Tâm đường tròn nội tiếp cũng chính là trọng tâm luôn. Vì vậy là em có được tỷ số IO bằng 1 phần 3 SO. Đấy là chi tiết cực kỳ quan trọng của bài này. Ok nhá. Rồi, đấy là câu 27. Thôi, chúng mình xong thiết diện qua gì nhỉ? Chúng mình xong thiết diện qua trục nhá. Vậy thì thầy nói lại một chút này. Chúng mình đã khực xong phần này nhá. Chúng mình khực xong phần qua trục này. Bây giờ chúng ta đến những bài toán qua đỉnh. Thì thường những bài toán thiết diện qua đỉnh ấy, nó sẽ phức tạp hơn đôi chút so với thiết diện qua trục các bạn ạ. Đấy. Ở trong đề thi đại học của các em thì thường nó xuất hiện ở câu điểm 8, mấy cái thiết diện qua đỉnh ấy. Thì các em nhớ, một là nhớ cách vẽ hình, hai là nhớ cho thầy các cái chi tiết về khoảng cách, cách dựng khoảng cách thầy đã vừa ôn lại này, và cách tính diện tích của tam giác SAB, tức là cái thiết diện này nhá. Đấy, cái này thầy đã dạy nát vở trong lý thuyết và cũng vừa ôn lại cho các em rồi. Được chưa? Ok. Tiếp tục nào, câu 28. Câu 28 nào. 2K3 toàn 10.000 mà 2K4. À, không có vấn đề đâu em ơi. Tại vì là dạo này Facebook người ta đang cấm xem và cấm comment mà. Đấy. Cuối năm khi mà Facebook người ta lại bình thường, nó lại đông thôi các em. Không có việc gì, không có vấn đề gì cả. Không phải đâu, đây là do Facebook người ta đang cấm comment ở livestream ấy, cho nên là, tức là không phải người ta cấm mà người ta vẫn cho comment, nhưng mà các bạn ấy sợ, các bạn ấy không dám xem. 28 nào. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3, mặt phẳng P qua đỉnh. Đấy, một cái chi tiết rất là quan trọng, mặt phẳng đi qua đỉnh. Nào, bây giờ vẽ hình nhá. Đây. Ôi dồi ôi, đẹp không? Mê ly đúng không? Đấy, mê ly luôn các bạn. Nào, câu mặt phẳng qua đỉnh chúng ta sẽ vẽ tam giác SAB này. Rồi. Hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 4, chiều cao bằng 4 tức SO bằng 4 này. Đó. Bán kính bằng 3, bán kính tức là cạnh OB này bằng 3 này các bạn này. Bán kính là đoạn từ tâm nối ra đỉnh mà, nối ra đỉnh này, 3 này. Đấy. Cái gì đây? Cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác có độ dài cạnh đáy thì bằng 2. Thế như vậy AB bằng 2 nhá. Vậy đầu bài cho AB bằng 2 nhá. Rồi, AB bằng 2. Tính diện tích của thiết diện. Ok.
Thế để tính diện tích tiết diện, các em bắt đầu dựng hình một cách quen thuộc này. Đầu tiên là các em sẽ dựng một cái OK vào đây đúng không? Vuông góc tại trung điểm này, đúng nha. Tại vì tam giác OAB này tam cân mà, cho nên dựng vuông là phải dựng vào đây. OAB nó là cân không? OB bằng OA bằng bán kính không? Nên thằng này dựng vuông góc vào đây thì nó phải dựng vào trung điểm. Xong kéo thế thôi. Xong kéo lên SK. Đấy, thì SK này cũng vuông luôn. Bởi vì tam giác SAB này cũng cân tại S. Thế như vậy là diện tích của thiết diện, tức là diện tích của tam giác SAB thì theo lý thuyết thầy đã dạy các bạn rồi. Theo lý thuyết là diện tích của cái thiết diện này nó là 1/2 đáy nhân chiều cao. Đáy là AB nhân chiều cao là gì các bạn? SK. 1/2 đáy nhân chiều cao. AB nhân SK. Cho nên là bây giờ muốn tính được ấy thì các em phải tính được cạnh AB và các em phải tính được cạnh SK cho thầy nhá. Nào, bây giờ đi tính AB. Nhưng mà trời ơi, AB lại có rồi, AB bằng 2. Vì đầu bài nó cho. Đây này, độ dài cạnh đáy bằng 2 này. Vậy AB xong này. Vậy thầy bây giờ chỉ có thiếu gì các bạn? Thiếu mỗi tiền thôi đúng không? Đấy, à quên nhầm đấy, thiếu SK đấy, thiếu SK. Thế bây giờ làm sao để tính SK? Bây giờ muốn tính SK ấy, hãy khép cho thầy vào tam giác SOK đi. Đây, muốn tính SK này, hãy đưa vào tam giác vuông SOK. Trong tam giác vuông SOK này, hãy tính giai đoạn OK cho thầy. Nếu em tính được OK thì các em sẽ tính SK, đúng không? Nhưng để tính được OK thì bạn lại phải đưa vào tam giác OKB. Xét tam giác vuông OKB vuông tại K nha. OKB. Sử dụng định lý Pythagore, các em nhẹ nhàng suy ra được OK này. OK sẽ bằng căn của OB bình trừ BK bình. OB bình trừ BK bình. Như vậy OK sẽ bằng căn của OB bình thì bằng 9. OB bằng 9. Trừ đi cái BK bằng 1 các bạn nhé. Do AB bằng 2 cho nên BK này bằng 1 này. Một nửa mà. Trừ đi 1. Vậy nó là căn 8. Căn 8 là 2 căn 2. Đó. Vậy O này là 2 căn 2 này. Thế sau khi các em có được OK rồi, các em lại Pythagore trong tam giác vuông SOK nữa. Trong tam giác vuông SOK thì ta lại Pythagore nữa. Các em lại có SK sẽ bằng căn của SO bình cộng OK bình. Đúng nha. Vậy SK sẽ bằng căn của 16 cộng 8 đúng không? Có đúng nhỉ? 4 bình 16, 16 cộng 8 là 24, căn 24. Đúng không? Đấy. Thế rồi, vậy là các em đã tính được chiều cao SK của cái thiết diện này rồi. Thế thôi, vậy ta có, vậy diện tích thiết diện sẽ bằng 1/2 đáy nhân chiều cao, đáy là AB này, AB bằng 2 này, nhân chiều cao là căn 24 này. Đấy. Và căn 24 thì chúng mình biết nó là hai căn gì các bạn? Hai căn 6. C. Rồi, câu 28 C. C. C tiếng là tiếng Pháp hay sao nhỉ? C tiếng Pháp là gì các bạn? Một phần hai đáy nhân chiều cao. Rồi các bạn tính SB và dùng Herom cũng được nha. 29 nào, 29, 29, 29 để. Đáp án gì ai? Cho hình nón có chiều cao bằng 2 căn 5. Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón. C ở trong tiếng Pháp vẫn là C à? Mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón. Lại cái hình vẽ quen thuộc rồi. Đấy. Ui ôi, chơi cái đường cao này hơi cong rồi. Chết. Hình vẽ hơi xấu nha. Có chiều cao bằng 2 căn 5 là SO. Đấy. Tam giác đều à, tam giác SAB là tam giác đều, có diện tích bằng 9 căn 3. Ok, tính thể tích khối nón. Ui giời, câu này thì tưởng gì. Nào các bạn chú ý này. Người ta khổ cái người ta lại cho đây lại là tam giác đều luôn mới chết chứ các bạn ạ. Người ta lại cho tam giác đều luôn. Thế như vậy là họ dở rồi. Hãy nhớ này, diện tích của tam giác đều thì bằng công thức là gì? Cạnh
diện tích tam giác đều bằng cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4, đúng không? Các bạn đã học công thức rồi đúng không? Diện tích tam giác đều là cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4. Vậy bây giờ ta thay số này. Diện tích tam giác SAB thì bằng 9 căn 3. Ta thay SAB bằng 9 căn 3. Cạnh của tam giác đều này thì lấy cạnh SB nhá, thì lấy cạnh SB. SB bình phương nhân căn 3 trên 4. Đấy. Đúng không? Vậy ta rút gọn này. Căn 3 với căn 3 là đứt 9436 này. 36 sẽ bằng SB bình. Vậy nhẹ nhàng em có SB bằng 6. Đấy. Rồi, vì vậy là chúng mình đã có được cạnh SB bằng 6 này. Thế khi mà các em có được cạnh SB bằng 6 rồi ấy, các em bắt đầu khét vào tam giác vuông SOB. Đây. SB bằng 6 này, Pythagore trong tam giác vuông SOB để tính ra OB. OB nó chính là bán kính đáy đấy các em. Xét tam giác vuông SOB. Sử dụng định lý Pythagore, ta có OB bằng căn bậc 2 của SB bình trừ SO bình. SB bình trừ SO bình. Đúng không? 6 bình phương là 36. 36 thôi cứ để máy tính bấm. 36 mà trừ đi 20 rồi. 4 x 5 20 đúng rồi. Là 4. Ok, như vậy SO bằng 4. À OB bằng 4 chứ. Hết rồi. Vậy là các em có bán kính rồi, các em có chiều cao rồi. Vậy chơi thể tích thôi. Thể tích khối nón sẽ bằng 1/3 pi R bình nhân gì các bạn? Nhân H đúng không? 1/3 pi R bình nhân H. Rồi, vậy kết quả sẽ là bao nhiêu? 8 x 4 là 16 x 2 là 32. 32 căn 5 trên 3 pi. Ok. Đó là đáp án A, 29 đây. Đấy thì đề thi đại học nó kiểu kiểu như vậy các bạn. Rất là dễ đúng không? Ok. Bạn Việt Nguyễn có một cách rất là hay, đó là bạn quan sát cái đề thi của bộ này. Bạn thấy là trong 3 đáp án này thì chỉ có đáp án này có phân số, cho nên đáp án đúng là A luôn. Đấy. Đó là một cách làm, đúng không? Nhưng tất nhiên là đó là cách làm mà nếu áp dụng cho câu khác thì bạn thử áp dụng cho câu 30 này xem. Đấy. Nếu mà theo lập luận của bạn Việt Nguyễn ấy thì có lẽ câu 30 đáp án phải là D nhỉ. Chúng ta nhận xét nhanh này, cách nhanh nhất này. Quan sát thấy 3 đáp án này có phân số, như vậy đáp án đúng phải là đáp án D vì không có phân số. Đấy. Thì đấy là cách làm của bạn Việt Nguyễn. Thì không biết là cách làm đấy có đúng ở trong cái đề thi đại học năm 2017 không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm thử nhá. Chúng nhau là cùng nhau làm thử câu 30 này nào. Biết đâu lại đúng nhỉ? Nếu mà đúng thì có khi thì các bạn lại tìm ra một cái quy luật ra đáp án của bộ giáo dục để từ đó các bạn làm những cái câu vận dụng cao ấy. Đúng không? Làm thử đi, 30 đáp án gì? Đâu, thằng A bảo D thật đấy mà. Cho hình nón nào, mặt phẳng qua S là qua đỉnh này. Chiều nón có S này là đỉnh các bạn nhá. S là đỉnh nha, mặt phẳng qua đỉnh. Nào, bắt đầu vẽ hình à. Kiểu này có được trao bằng không thầy? Nếu mà câu 30 này đúng là đáp án D ấy, thì thầy sẽ trao cho em bằng cả con tim luôn. Cả con ô tô nhà thầy luôn nha. Đấy, nếu câu này đáp án đúng là D thì thầy sẽ trao thưởng cho bạn phương pháp làm bài rất là hiệu quả. Đấy, thầy sẽ trao cho bạn cả một cái ô tô nhà thầy luôn. Bây giờ thầy vẽ hình ạ nhá. Rồi. Thôi còn đây là tâm đáy nhá, đây là tâm đáy nhá. Thầy vẽ lùi ra đây để cho hình nó to hơn, các bạn dễ nhìn hơn nhá. Đấy, thầy vẽ cho ô nó vẫn là tâm đáy nhá, nhưng mà thầy vẽ lùi sang trái một tí để các em dễ nhìn hình hơn các bạn. Được không? Cho tam giác này to hơn. Cho hình nó có chiều cao bằng A nhỏ. Và bán kính đáy bằng 2A này, bán kính đáy nó là cạnh OB các bạn nhá. OB nó là bán kính đáy đấy. Từ tâm đáy nối ra điểm mà. Rồi, AB bằng 2A căn 3, AB bằng 2A căn 3 rồi. Tính khoảng cách từ tâm của đáy đến đường tròn là đến mặt phẳng. Như vậy bài toán người ta yêu cầu tính khoảng cách từ O tới mặt phẳng SAB. Thì theo lý thuyết này, bây giờ muốn dựng khoảng cách từ O đến AB, các em làm thao tác sau. Đầu tiên các em dựng một cái OK vuông góc với cả đáy đúng không? Hãy nhớ là chia đôi thằng này ra, kéo lên đỉnh đúng không nhỉ? Và các em sẽ tỉa một đường lên đây, OH. Đấy, chính là OH. Đúng không? Thế như vậy là bây giờ muốn tính được OH ấy, thì các em thừa hiểu là em phải tính được cái OK này này các bạn này. Tính được cái OK này này.
Bởi vì nếu tính được OK thì về sau các em dùng công thức là 1 trên OH bình bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên OK bình là các bạn có OH thôi. Vậy mục tiêu của chúng ta là tính O gì các bạn? OK nhá. Nào bây giờ tính OK. Thế thì để tính được OK các em sẽ set tam giác vuông OKB. Set tam giác vuông OKB. Thì ở đây nó là A căn 3 không? Do cả cái AB này là 2A căn 3 cho nên một nửa là cái KB này này bằng một nửa là A căn 3 nhá. Vậy theo định lý Pythagore ta có là OK sẽ bằng căn của này, OK này, căn của cạnh huyền là OB bình trừ BK bình. OB bình trừ BK bình. Đấy. Vậy OK sẽ bằng căn của OB bình là 4A bình trừ đi cái thằng BK này A căn 3 là 3A bình. Vậy nó bằng A nhỏ. Rồi, như vậy là O cái này bằng A nhỏ, sao? Thế rồi, thế thì nếu cái này là A nhỏ thì cái OK này thì dễ quá đúng không? Ta có là set tam giác vuông SOK 1 trên OH bình bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên OK bình và sẽ bằng 1 trên A bình cộng 1 trên A bình. 1 cộng 1 là 2, 2 trên A bình, mẫu số chung là A bình mà. Vậy lộn ngược lại em có OH bằng A căn 2 trên 2. Được chưa? À vậy đó là đúng là C. Ui giời. Đấy. Có lòng nhưng mà người ta lại không có dạ các bạn. Mình đã có lòng mình cho hẳn cho ô tô mà người ta lại không lấy. Ở trên đời này làm người tốt và người làm người hào phóng nó cũng không dễ đâu. Không không hề dễ các bạn. Rồi. Chán quá, đang muốn tặng bạn ý để bạn ý phát minh ra một cái gì đấy hay mà không được tặng. Buồn mất 2 giây xong lại vui. Nào, tiếp tục câu 31 này, xem sáng chế với cái lập luận ở câu của bạn Việt Nguyễn. Thì ở câu 31 thì có lẽ đáp án sẽ là B đúng không? Bởi vì chúng ta nhìn thấy là cả ba đáp án này đều có phân số và đều có trên 7. Cho nên đáp án đúng phải là B. Đấy, thì đấy là cách làm của bạn Việt Nguyễn. Vậy chúng mình thử làm xem liệu đáp án đúng có là B không? Nếu là B nữa ấy, thì có lẽ là thầy sẽ tặng bạn thôi, cái lúc nãy thì xịt mất con xe rồi thì bây giờ tặng các bạn tạm cái iPhone 13 nhá. Nếu mà đáp án đúng là B thì tặng tặng tạm các bạn con iPhone 13 nhá. Hoàng Yến Linh, comment lần nào bị sửa bug không sao đâu em, cứ comment thoải mái các bạn, comment thoải mái có sao đâu. 31 nào các em ơi. Một hình nón có chiều cao bằng 2A, bán kính đáy lại thiết diện qua đỉnh này các em này, thiết diện qua đỉnh này. Uầy, làm hết cả mực các bạn ạ, à. Chúng mình học thật là dã man. Rồi, một thiết diện qua đỉnh. Bài này cho trước khoảng cách các bạn ạ, cho khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng bằng A3 trên 2. Vậy bài này cho trước khoảng cách các bạn ạ. Vậy thì sẽ dựng OK vuông góc vào đây này. Kéo lên đỉnh này đúng không? Đấy. OH vào đây. Rồi, như vậy là người ta cho OH bằng 3A trên 2 các bạn nhé. Người ta cho chiều cao bằng 2A. Chiều cao tức là SO bằng 2A này. Họ cho bán kính đáy bằng 3A. Bán kính đáy tức là OB này bằng 3A này. Được chưa? Bây giờ tính diện tích của thiết diện nào. U chà chà. Tính diện tích của thiết diện. Thế bây giờ ta hiểu rằng là muốn tính diện tích thiết diện này đầu tiên là ta phải thuộc công thức đã các em ạ. Nào, diện tích của tam giác SAB sẽ bằng 1 phần 2 đáy nhân chiều cao đúng không? Lý thuyết đã nói rất rõ rồi, đáy là AB nhân chiều cao là SK nha. 1 phần 2 đáy là AB nhân chiều cao là SK. Vì vậy là nhiệm vụ của các em ấy bây giờ nó là phải tính ra cạnh AB. Phải tính ra cạnh AB và tính ra cạnh SK nhá, tính AB và tính SK. Nào, bây giờ tính cái gì trước? Thì thực ra là tính AB hay là tính SK ấy thì các em đều phải tính một cái cạnh trung gian rất là quan trọng. Đó là cạnh OK này đúng không? Có tính được OK thì mọi thứ mới OK được. Đấy, cái OK này sẽ là cái cạnh trung chuyển để tính ra được SK cũng như là AB. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dồn mục tiêu vào cạnh OK này. Bằng cách là set tam giác vuông SOK. Set tam giác vuông SOK. Sử dụng hệ thức lượng đường cao này, ta có 1 trên OH bình thì bằng 1 trên SO bình, 1 trên OH bình bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên OK bình. Đấy. Vậy tôi suy ra là 1 trên OK bình sẽ bằng 1 trên OH bình trừ đi 1 trên SO bình. Và bấm máy luôn này. Vậy là 1 trên OK bình sẽ bằng 1 trên OH là 1 phần 4 không? Này,
1 trên OH là 1 phần 2 bình này. Trừ đi 1 trên... Đấy đâu? 1 trên OH là 1 trên 3 phần 2 chứ. 1 trên 3 phần 2 là 1 trên 9 phần 4 đúng không? 3 phần 2 bình là 9 phần 4 mà. Trừ đi 1 phần 4 này. 2 bình này. SO là 2, 2 bình là 4. Vậy nó bằng là 7 phần 36. 7 phần 36. Như vậy lộn lên và căn ra. Lộn lên và căn ra. Vậy các bạn được OK sẽ bằng là 6 căn 7 trên 7. Rồi, OK, 6 căn 7 trên 7. Đó là cạnh trung gian vô cùng quan trọng. 6 căn 7 trên 7. Không biết thầy có bị làm sai không? Thấy chưa? Thế sau khi có OK rồi thì các em bắt đầu set tam giác vuông SOK. Thì các em sẽ tính ra cạnh SK mà thôi. À, SK mà thôi. Cũng trong tam giác vuông SOK này, ta có là SK bình phương theo Pythagore mà, sẽ bằng SO bình cộng OK bình. Vậy sẽ bằng 4 cộng với cả 36 phần 7. 64 phần 7. Đúng không? 64 phần 7. Và căn ra, vậy SK sẽ bằng 8 căn 7 trên 7. Đấy, một cái chi tiết rất quan trọng nha. Vậy là các bạn tính được cái SK này. SK chính là cái ở đây này. 8 căn 7 trên 7. Rồi, 8 căn 7 trên 7. Thế bây giờ còn cái AB thôi các em ạ. B còn cái AB. Thì làm sao để tính được cạnh AB? Bởi muốn tính AB hãy tính BK trước đi. BK xong nhân đôi là ra AB. Có đúng không? Nhưng làm sao để tính được BK? Thì lại xét tam giác OKB. Xét tam giác vuông OKB. Thì ta có là BK theo Pythagore này. BK sẽ bằng căn của OB bình trừ đi OK bình. Đúng không? BK sẽ bằng căn của OB bình trừ đi OK bình. Vậy sẽ bằng bao nhiêu đây? Căn của OB bình là 9A bình này. OK nó là 36 phần 7. Căn của 9 mà trừ đi 36 phần 7. Nó là 3 căn 21 trên 7. Lẻ vỡ mồm. À đúng không? Thì đấy chính là BK. Đúng không nhỉ? Đấy chính là BK. Thì sau khi tính cái BK rồi nhân đôi ra AB. Vậy AB gấp đôi lên sẽ bằng 6A căn 21 trên 7. Đó. Hết. Vậy là các em có được đáy và các em có được chiều cao. Thế thì 1 phần 2 đáy nhân chiều cao là ra diện tích tam giác nha. Vậy diện tích tam giác này 1 phần 2 đáy nào? Đáy là 6 căn 2 trên 7 à? 1 phần 2 đáy này nhân chiều cao là 8 căn 7 trên 7. Và kết quả là không có đáp án. Đúng không? Không có đáp án luôn. Đấy. Tức là thầy đã làm sai rồi. Đúng nhá. Rất đơn giản thôi. Đấy là thầy làm sai rồi. Rồi. Lần này không biết mình có giả vờ sai đâu nhỉ? 1 phần 2 đáy nhân chiều cao. BK gấp đôi lên là 6. À căn 21. Không phải. Đây là căn 21. Thầy không làm sai đâu. Mà đây là thầy bấm thiếu số 1 các bạn. Rồi, 24 căn 3 trên 7 là bạn đúng là D. Đấy, thấy không? Đấy. Đây là căn 21 nha, thầy lag ấy, không những cái. Ok nha. Rồi, đến đây thì chắc là các bạn đã rất hiểu đúng không? Đến đây các bạn hiểu vãi trưởng rồi. Nào, một câu kết hợp đi. Một câu kết hợp giữa trục qua trục với qua đỉnh nè. 32 nè các bạn thì combo mà. Combo. Đấy. Ở bài này ấy, thì chúng ta sẽ có một combo về thiết diện qua đỉnh cũng như là thiết diện qua trục. Đấy. Các bạn chú ý này. Đây. Mặt phẳng qua trục này. Đây là dấu hiệu thiết diện qua trục này. Nhưng chút nữa lại có thiết diện qua đỉnh. Đây. Diện tích tam giác SBC là diện tích của thiết diện qua đỉnh này. Như vậy chúng ta có combo qua đỉnh và qua trục. Và nói chung ở trên đời này nó có rất nhiều loại combo các bạn nha. Trên đời này có rất nhiều loại combo. Một trong những loại combo đó chính là combo sách 25 đề chuyên sâu cộng với cả khóa tổng ôn vận dụng và vận dụng cao phần đại số. Và combo này đang được giảm đến 70%. Và các bạn có thể truy cập vào trang web sách25đề.com. Đấy, sách25đề.com rất là gõ, dễ gõ đúng không? Các bạn chỉ cần gõ sách25đề.com để tìm hiểu về cái combo này. Ok thôi, chúng ta quay trở lại combo về thiết diện. Rồi, câu 32 nè. Ê, ui giời, Nam Dương với cả Hà Vi này là các bạn hiểu thầy phết đấy các bạn.
bạn Nam Dương với bạn Hà Vi ấy, thầy biết ngay à, các bạn đoán được ý thầy đấy, được đấy, về sau làm thầy bói được các bạn. 32. Nào. Đấy, đúng là học sinh của thầy. Thầy định nói gì là nó bắt bài ngay được. Giỏi ghê các bạn. Giỏi kinh điển. Thầy còn chưa mở mồm ra, nó đã mở mồm hộ thầy rồi các bạn. Thầy có quảng cáo đâu, thầy đang gọi là giới thiệu các loại combo trên thế giới này các bạn. Thế giới này nhiều combo lắm. À, mặt phẳng qua trục à? À. Đấy. SMN đấy nha. Rồi, đây là mặt phẳng qua trục có cạnh huyền. À, tam giác vuông cân thì phải là vuông tại S rồi đúng không? Cân tại đây. Cạnh huyền nó chính là MN rồi đúng không? Cạnh huyền là MN. Vậy bài này người ta cho MN bằng 2A căn 2. Rồi. Rồi, họ cho MN bằng 2A. Tiếp này. BC là một dây cung của hình tròn đáy. Yeah, BC dây cung. Nào. Dây cung thì các bạn lấy một điểm đây nối với một điểm đây thì người ta gọi là dây cung các bạn nha. Rồi. Sao cho nó tạo với đáy một góc 60 độ. Mặt phẳng SBC tạo đáy một góc 60 độ. Đấy, đúng nhá. SBC tạo đáy một góc 60 độ này. Nào, bây giờ góc 60 độ ở đâu? Góc 60 độ ở đâu? Cái chỗ này đơn giản thôi đúng không? Thì giả vờ đi, nó sẽ có một cái bán kính ở đây. SBC và đáy thì giao tuyến là BC đúng không? Sau đó thì ta dựng SH, SO vuông góc với đáy. Ô này thì bán kính kiểu gì cũng có một, kiểu gì cũng sẽ có một trong những cái đường bán kính ấy là vuông góc với cả BC nhá. Đấy, cho kéo lên đỉnh. 60 độ. Rồi, thế thôi, đúng không? Đấy, như vậy là góc S OH. Vậy là người ta còn cho góc SHO bằng 60 độ. Được chưa? Vuông đây nha. Các bạn nhớ là cái SMN này ấy, thì MN là đường kính thì kiểu gì cũng có một cái đường kính sẽ vuông góc với cái dây cung này thôi. Đấy. Ok. Nào bây giờ tính gì nhỉ? Diện tích tam giác SBC à? Tính diện tích tam giác SBC. Tính diện tích tam giác, tức là tính diện tích thiết diện này đúng không? Tam giác SBC. Mà chúng ta đều biết là diện tích của tam giác SBC là 1 phần 2 đáy nhân chiều cao. Đáy là BC. Nhân chiều cao là gì các bạn? SH nha. 1 phần 2 đáy là BC nhân SH. Vậy trách nhiệm của các bạn bây giờ là tính ra cho thầy BC và tính ra SH. Nào, bây giờ cùng thầy đi tính BC và tính SH. Nào, bắt tay vào làm đây các bạn. BC tính cái nào và SH tính cái nào? Thầy làm câu này chỉ mất khoảng 15 giây thôi. Các bạn làm thì các bạn thử làm xem. Đấy, nhắc đến combo sách là thầy cười ngay Nam Dương à? Đâu thầy cười đâu các bạn. Thầy đang mếu ấy. Yến Chi buồn ngủ quá rồi. Ui giời, chưa đến 10 giờ tối đã buồn ngủ. Này về sau chồng nó dỗi xong rồi chồng nó đạp xuống giường cho mà coi. Gì mà con gái 17 18 tuổi rồi, sắp đi lấy chồng rồi, chưa đến 10 giờ đã buồn ngủ. Này đông về sau chồng nó dỗi cho xong rồi nó gõ đầu cho chết. Tập thức đi em, tập thức đi để còn gìn giữ hạnh phúc gia đình chứ. Nào bắt đầu nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tính à. Đầu tiên ấy thì thầy sẽ tính SH nha. Đầu tiên thầy sẽ tính SH. Johansson, sao thầy biết thầy từng trải rồi á? Chưa, thầy thấy trên mạng người ta bảo thế. Rồi SH. Nào bây giờ tính SH này thì bây giờ thầy sẽ tính SO trước nha. Hãy chú ý cho thầy là người ta đang cho tam giác MSN là tam giác vuông. Đúng không? Và có cạnh huyền MN bằng 2A căn 2. Mà đây là vuông cân nhá. Đấy, thì các bạn chú ý này. Do tam giác SBC
SMN vuông cân. Cho nên là vuông cân tại S này, cho nên SO vừa là đường cao vừa là trung tuyến. Là đường cao cũng sẽ là trung tuyến đúng không? Trong tam giác cân mà, thì đường cao cũng là đường trung tuyến. Mà theo tính chất của trung tuyến thuộc tam giác vuông, trung tuyến của tam giác vuông bằng một nửa cạnh huyền tương ứng. Vậy trung tuyến SO sẽ bằng một nửa cạnh huyền là MN trên 2. Đó nhỉ? Vậy em có SO của thầy bằng bao nhiêu? MN trên 2 mà MN bằng 2A căn 2 không? Này MN bằng 2A căn 2, vậy chia đôi đi. Chia đôi đi em có SO bằng A căn 2 nhá. Đó. Vậy thầy có SO bằng A căn 2. Xong chưa? Thế sau khi thầy có SO bằng A căn 2 thì thầy sẽ nhẹ nhàng xét tam giác vuông SOH. Ừ. Thầy sẽ có tam giác vuông SOH. Trong này có cái gì? Trong tam giác vuông SOH thầy có gì nhỉ? Góc 60 và cái này thì thầy đừng nghĩ tính SH không? Mình dùng hàm sin nhá, sin 60. Sin 60 bằng đối trên huyền, đối là SO. Trên huyền là SH các bạn ạ. Đối trên huyền. Vậy suy ra SH sẽ bằng SO trên sin 60. Mà SO bằng A căn 2 không? Sin 60 lại là căn 3 trên 2 các bạn. Đó, sin 60 là căn 3 trên 2. Vậy bấm máy tính cho chắc. Căn 2 chia cho căn 3 trên 2. Vậy nó bằng 2 căn 6 trên 3. 2 căn 6A trên 3. Rồi, vậy là thầy đã có được cạnh đầu tiên là cạnh SCH nhá. Xong. Và thầy cần đóng khung nó vào không quên mất. Rồi. Thế là có SH này. Bây giờ thầy phải làm thế nào để có được cạnh BC các bạn nhỉ? Bởi vì diện tích đáy diện tích của tam giác này còn liên quan đến cạnh BC nữa. Đấy thì làm sao thầy có được điều này đây? Thì có lẽ là thầy cũng không biết sẽ phải làm sao nữa. Nào, cạnh B, cạnh BC này tính thế nào nhỉ? Các bạn giúp thầy xem nào. Rồi. Làm sao để thầy có được cạnh BC nhỉ? Các bạn giúp thầy đi. Đấy. Thì bây giờ muốn tính cạnh BC thì cũng giống như các bài trước thôi. Thầy sẽ tính cạnh gì các bạn? CH, có đúng không? Rồi chút nữa CH mình nhân đôi là ra gì các bạn? CB. Đấy. Nhưng làm sao để tính được CH? Làm sao để tính CH? Thì cũng là một vấn đề khá là nan giải. Đấy, để tính nan giải. Thế thì ở đây thì các bạn thể tính cho thầy như sau cho nhanh nhất này. Muốn tính được CH thì cách nhanh nhất là cách này. Cách nhanh nhất để tính được CH đấy, đó là các em tính đường sinh SC cho thầy nha. Đường sinh SC. Đường sinh SC. Đúng không? Đây các bạn thấy là SC là một cái đường sinh này. Đường sinh SC thì đương nhiên là phải bằng đường sinh SM. SC và SC ở đây nha các bạn nha. SC và SM đều là những đường sinh. Mà SM thì tính như nào? Thì các bạn này, đầu bài có cho các em là tam giác MSN là tam giác vuông cân. Vuông cân cho nên nó có một tính chất là cạnh góc vuông này này. Cạnh góc vuông SM thì bằng cạnh huyền chia căn 2. Các bạn có nhớ không? Trong tam giác vuông cân thì cạnh góc vuông SM bằng cạnh huyền MN trên căn 2. Đấy, MN trên căn 2. Có đúng không nhỉ? Rồi, và MN thì nó bằng 2A căn 2 này. MN đầu bài cho 2A căn 2. 2A căn 2 trên căn 2. Đó, vậy căn 2 là hết. Như vậy suy ra là đường sinh sẽ bằng 2A. Căn 2 là hết nha. Vậy em có đường sinh là cạnh SC này bằng 2A. Đấy chưa? Mà lúc nãy mình vừa chót tính SH. Mình vừa chót tính SH. Đây. Vậy lại Pythagore trong tam giác vuông SHC. Tiếp tục này, trong tam giác vuông SCHC thì ta có CH sẽ bằng, suy ra CH sẽ bằng căn của cạnh huyền là SC bình trừ SH bình. SC bình trừ SH bình. Đấy. Nhà như vậy CH sẽ bằng bao nhiêu đây? SC bình này là 4. Trừ đi thằng hai bình. Hai bình là bao nhiêu? 2 căn 6 trên 3 tất cả bình. Và nó bằng 4 phần 3, đúng không? Căn của SC bình này, SC là 2 và bình là 4, đúng không? 4 mà trừ thằng này là 4 phần 3. Vậy căn nó ra. 2 căn 3 trên 3. Rồi, vậy CH bằng 2 căn 3 trên 3 sau khi Pythagore. Đúng không nhỉ? Mà sau khi có CH thì nhân đôi các em ra CB. Vậy CB nhân đôi lên sẽ bằng 4 căn 3 trên 3. Ok. Vậy đây nó là cạnh CB ở dưới đáy. Đúng không? Vậy hai cái thầy khoanh đỏ đó là chiều cao SH và cạnh đáy CB đều có rồi. Vì vậy chúng ta có diện tích của cái thiết diện này, diện tích của tam giác SAB
nó là 1 phần 2 đáy nhân chiều cao, đáy nó là 4 căn 3 trên 3, nhân chiều cao nó là 2 căn 6 trên 3. Rồi, vậy chúng ta thử bấm xem nào. Tọc 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 cái nha, 1 phần 2 nhân 4 căn 3 trên 3 nhân 2 căn 6 trên 3. 4 căn 2 trên 3 A bình. Đấy, 4 căn 2 trên 3 A bình. Rồi, và đáp án đúng của thầy là đáp án A. 32 của thầy là đáp án A nhá. Thầy ạ. Ok, A chứ đúng không các em? A chứ. Các bạn vừa làm vừa xem vừa làm đấy em nhá. Đoàn Trang ơi, các bạn đi vừa xem vừa làm đấy chứ chưa ai có file đề đâu các bạn. Chưa ai có file đề đâu, thầy vẫn đang cất giấu file đề ở một nơi bí mật. Đó. Có làm thiết diện qua đỉnh nữa không? Thôi nốt câu nha, nốt câu thiết diện qua đỉnh để kết thúc phần thiết diện qua đỉnh này nha. Kết thúc phần thiết diện này nha. Đấy. Nào, làm tiếp đây. Đáp án là gì đây? 33 ạ. Sắp hết rồi các bạn. 33 đi các em ơi. Hà Vi, thầy cất trong combo của thầy. Bạn này nói lại bắt đầu nói xấu thầy đấy. Thầy cất thôi, thầy không cất trong combo đâu các bạn. Các bạn cứ nói xấu thầy đấy nhỉ. Mất gốc vừa nhìn vừa làm được không ạ? Được em, miễn là ra kết quả. Hina dâu thầy cute à? Bây giờ em mới biết à? Hơi muộn đấy. Hơi muộn. Minh Anh mà em sắp hết pin à? Thế thì làm đúng câu này đi. Để thầy bảo bạn, có bạn nào bạn thắng nhá. Thầy bảo bạn thắng bạn tặng cho em cái iPhone 13 nhá. Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm ô. Lại cái hình nón rồi. Sao hôm nay bài nào là hình nón đấy nhỉ? Đấy. Một mặt phẳng đi qua đỉnh. Đây, lại mặt phẳng qua đỉnh đây. Thiết diện qua đỉnh. Rồi, mặt phẳng qua đỉnh, cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác vuông. Tam giác vuông à? Đây rồi. Tam giác vuông là phải vuông tại S nhá, tại vì tam giác này đang cân tại S rồi mà các bạn. Nó cân tại S rồi cho nên vuông là bắt buộc phải vuông tại S. Và tam giác vuông này có diện tích bằng 4a bình. À, như vậy đầu bài người ta có cho là diện tích của tam giác SAB bằng 4a bình. Đó. Một chi tiết quan trọng này, góc giữa trục SO và SAB bằng 30 độ, nào góc giữa SO và SAB là góc nào? Đấy thì các bạn thấy là sẽ là cái góc này này. Dựng OK vào đây nhá. Kéo lên đây đúng không? Thầy đã từng nói rất là nhiều lần về thằng này rồi. Đây góc này chính là 30 độ OSK nhá. Góc OSK bằng 30 độ. Đó là góc giữa SO và SAB. Tại sao lại như thế? Có những bạn hỏi là thầy ơi tại sao lại như vậy? Thì các em phải nhớ lại cho thầy là cái phương pháp tìm góc giữa đường và mặt, đúng không? Góc giữa đường và mặt thì bước 1 là tìm điểm chung không các em? Thì giữa cái đường SO với cả SAB này thì chung nhau điểm gì các bạn? Chung nhau điểm SC, đúng không? Bước 1 là chung điểm S này. Bước 2, từ điểm còn lại là điểm O này. Từ điểm còn lại em hạ một đường vuông góc xuống mặt phẳng này. Từ O này các em hạ một đường vuông góc xuống mặt phẳng này là OH, rất quen thuộc, đúng chưa? Từ O các em hạ một đường này. Đấy. Và bước cuối cùng nối vào điểm chung. Điểm chung và điểm S không? Sau khi dựng xong nối vào điểm chung thì góc của điểm chung các bạn ạ, góc giữa cái này và cái kia thì phải ở chỗ chung giữa chúng. Vậy góc nó là góc OSH. Ok không? Đấy, thế thôi. OSH cũng được mà OSK cũng được nha. Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho. Diện tích xung quanh. Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho. Diện tích xung quanh của hình nón thì bằng gì? P, R, L đúng không? Vậy là các bạn phải tính được L và tính được R đúng không? Trong đó thì L là gì? Và R là gì nào? Trong đó cái L này là gì các bạn? Cái L này chính là cạnh SB, đường sinh cạnh SB đúng không nhỉ? Và còn bán kính là gì các bạn? Bán kính
bán kính đáy là OB này đúng không? OB. OB. Đó, bán kính là OB nhá. Được chưa? Rồi. OB OB OB. Nào, bây giờ chúng ta tính nhé mà. Quỳnh Dâu, bác Chí ơi, cô nhà cháu thích bác lắm à. Thế à? Hẹn. Nếu mà cô cháu mà xinh xinh ấy thì cứ bảo là cứ thích tiếp đi nha. Nào, bây giờ tính như nào đây? Bây giờ tính SB nhá. Bây giờ thầy tính cái L trước nha. SB. Em bây giờ tính nào? À, chúng ta có công thức diện tích tam giác vuông này. Diện tích của tam giác vuông SAB thì bằng 4A bình không các bạn? 4A bình. Đấy. 4A bình. Mà công thức tính diện tích tam giác là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông là SB và SA các bạn ạ. À, 4A bình. Đó. Thế mà tam giác này lại là tam giác cân. Tam giác SAB lại là tam giác cân tại S. Như vậy là SA và SB là bằng nhau. SA, SB bằng nhau. Như vậy là SB nhân SB. Đấy, sẽ bằng 8A bình. Đúng không nhỉ? 8A bình. Vậy suy ra SB bình phương sẽ bằng 8A bình. Vậy căn ra SB sẽ bằng 2A căn 2 đúng không? 2A căn 2. Rồi, SB 2A căn 2. Sao lắm cô thế các bạn? Rồi, như vậy là thầy đã tính được SB rồi. 2A căn 2 nhá. Vậy cái L thầy đã tìm ra rồi. Xong. SB 2A căn 2. Thế bây giờ thầy phải làm gì nữa các em? Bây giờ thầy phải tính được bán kính nữa các bạn ạ. Thầy phải tính được bán kính. Thế thì bán kính ở đây ấy, nó là cạnh gì các bạn? OB đúng không? Bán kính ở đây nó là cạnh OB. OB. Bây giờ làm sao tính được OB các cháu nhỉ? Đố các bạn tính được cạnh OB đây. Đố các bạn tính được cạnh OB luôn. Rất dễ nhưng mà cũng rất không dễ đúng không? Đấy. OB nào, OB nào. Bây giờ muốn tính cạnh OB à? Thì chúng ta phải làm cái quái gì đây? Khoai nha. Khoai là đấy. Được thôi, dễ đúng không? Nào, muốn tính cạnh OB này. Thì bây giờ các bạn phải chắc là, chắc thầy nghĩ là phải tính SO các bạn ạ. Đấy. Bởi vì là lúc nãy bây giờ ấy thì mình chót tính ra cái SB không? Các bạn chót tính ra cái SB là 2A căn 2 này các bạn này. Thế bây giờ nếu mà các em xét được cái tam giác vuông SOB. Ở trong cái tam giác vuông SOB này ấy, thì cái SB này này nó là 2A căn 2 này. Có đúng không? Thì bây giờ nếu tính được SO nữa thì Pythagore thôi đúng không? Nếu tính được SO nữa Pythagore lấy cái này bình trừ cái này bình là ra được OB bình thôi. Đúng không? Đấy. Thế cho nên là bây giờ nhiệm vụ của mình là tính SO. Nhưng mà làm sao để tính được SO mới là khó. Làm sao tính được SO đây? Thế thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là à, cái SO này ấy, nó đang hơi liên quan đến góc 30 độ này. Đấy, hơi liên quan đến góc 30 độ. Thế thì bây giờ hãy kết hợp với góc 30 này. Thì có khi các bạn tính SK đi. Ừ, nếu các bạn tính được SK ấy, thì các bạn ạ, các bạn sẽ kết hợp với góc 30 độ là các em tính được SO. Đấy, đúng không? Nếu có được SK này thì trong tam giác SOK không? Trong tam giác vuông SOK, nếu các em có được trong tay SK cộng thêm với cả 30 độ kèm theo thì các em sẽ tính được SO. Đấy. Và sau khi có được SO rồi, kết hợp với SB là các em ra được bán kính. Đúng chưa? Đấy, thì cơ bản thì con đường đi của mình nó sẽ là như thế. Thế bây giờ thì việc đầu tiên là ta tính SK thầy nhá. Các bạn tính SK này. Thế thì SK các bạn thấy là tam giác BSA là tam giác vuông, là tam giác vuông. Tam giác vuông BSA. BSA vuông này. Như vậy ta có là 1 trên SK bình. 1 trên SK bình bằng 1 trên SB bình cộng 1 trên SA bình. 1 trên SB bình cộng 1 trên SA bình. Đúng không? Mà SB và SA có bố rồi. SB tính SB và SA bằng nhau nhá, tam giác vuông cân mà. Đều bằng 2A căn 2. Vậy thay số này. 1 trên 2A SB bình tức là 2A căn 2 bình mà 2A căn 2 bình là 4 là 8 đúng không? Cộng 1 phần 8 này. Đây, 1 phần 8 là cái SB bình này. 1 phần 8 là cái SA bình này. Bằng 1 phần 4. Vậy lộn ngược lại là 4. 4 lộn căn ra là 2. Như vậy SK sẽ bằng 2. Sau khi em áp dụng công thức này, ta có SK bằng 2. Có đúng không nhỉ? 2A.
Thế sau khi có SK bằng 2A, các em dùng 30 độ là dùng cốt của 30 nhá. Trong tam giác vuông SOK. Trong tam giác vuông SOK, lớp dùng có thầy cos của 30 độ bằng kề là SO, kề là SO trên huyền là SK. Đấy. Vậy tôi suy ra SO sẽ bằng cos 30 nhân SK. Mà cos 30 là căn 3 trên 2 không? Nhân SK, SK là 2A. Vậy 22 là hết A căn 3 các bạn ạ. Như vậy là cái SO này thì bằng A căn 3 sau khi ta dùng cos 30. Thầy có khó luyện đề rồi Quỳnh Anh ơi, đăng ký đi, nhắn tin cho thầy. SO A căn 3 đúng không? Xong rồi, thế sau khi SO bằng A căn 3 rồi ấy, thì các em lại xét tam giác vuông SOB. Đấy, bước cuối này. Ta xét tam giác vuông SOB. SOB thì ta có là cạnh OB này này, cạnh OB này sẽ bằng căn của Pythagore thôi, SB bình trừ SO bình, SB bình trừ SO bình, đúng không? Và bằng căn của S, cái này bình là bằng bao nhiêu? SB, SB là bình là 8A bình này, trừ đi SO này, SO là 3A bình này, đúng không? Đấy, và bằng căn A căn 5. Rồi, A căn 5. Vậy đây chính là gì các bạn? Đây chính là cái bán kính A căn 5. Hết rồi. Vậy là cái R này thầy đã tìm xong. Đấy, ôi thôi chết, chưa khoanh cái L. À đây cái L đây rồi. Cái L là cái SB đây. Rồi, như vậy là có cái L, có cái R, đúng không? Thì có diện tích xung quanh. Pi nhân R nhân L, Pi nhân R nhân L. 2A căn 2 nhân A căn 5. Căn 2 nhân căn 5 là căn 10. Như vậy là 2 căn 10. Đáp án là B. Đúng không? 33B. Rồi, đấy, câu 33 đáp án là B. Đúng chưa các em? Đúng quá rồi còn gì ạ? Đấy, dạy thiết diện đến thế này, ôn thiết diện đến thế này rồi mà các bạn vẫn không làm được nữa thì chịu ấy nha, chịu thôi. Ok. Như vậy là chúng mình vừa xong câu phần thiết diện đúng không? Đấy. Rồi. Và chúng mình còn phần cực trị nữa thôi. Đấy, nhưng phần cực trị này ấy, thì các bạn chú ý này. Đầu tiên là phần cực trị này ấy, ở trong khóa học thầy dạy các bạn rất nhiều rồi. Nó là bài 5 ở trong khối này. Thì trong phần này thầy đã lấy các bạn rất nhiều ví dụ rồi. Rất rất nhiều ví dụ rồi nha. Limited. Rất rất nhiều ví dụ rồi. Thậm chí là phần bài tập về nhà ấy. Phần bài tập về nhà thầy cũng đã chữa bằng video bài tập về nhà rất nhiều đúng không? Bận gì tao là chủ mà lại bận. Đấy, phần bài tập về nhà này ấy thì cũng có rất là nhiều bài rồi mà thầy cũng chữa bằng video hết rồi, cho nên cái phần cực trị khối tròn xoay này ấy, thầy nghĩ là để ôn tập tốt nhất ấy, để ôn tập tốt nhất thì các bạn đây này, phần bài tập về nhà rất nhiều rồi thì thầy chữa đầy đủ rồi thì các bạn cứ vào khóa mà xem nha. Đấy, để đảm bảo các bạn trong khóa phần khó này thì để đảm bảo các bạn trong khóa không bị thiệt thòi, tức là không bị mất quyền lợi với các bạn ở ngoài. Thế cho nên là phần cực trị này thì thầy nghĩ rằng là về phần ôn tập các bạn tự ôn tập, vào khóa học các bạn tự ôn tập nha. Nó là bài 5 ở trong cái phần hình tròn xoay trên khóa học thầy chỉ.vn nhá. Không phải là thầy bảo các bạn mua đâu mà thầy lười thì không ôn, các bạn tự vào đây ôn thôi. Thế còn thầy bảo luôn các bạn đừng mua nhá. Đấy. Cái phần cực trị nói chung là thầy, các bạn nếu mà các bạn bảo thầy quảng cáo ấy thì thầy bảo luôn các bạn đừng mua khóa này nhá, đừng mua. Tại vì là mua xong lại phải học, mất thời gian đúng không? Không mua thì còn được chơi, rồi mua xong lại phải học. Đấy. Hôm nay thầy bắt được một cái ảnh nó rất là hay nhá. Hôm nay thầy bắt được một cái ảnh nó hay cực kỳ các bạn. Đấy là cái ảnh này này. Này. Cuộc đời này. Đấy, một người không biết làm bài tập đấy nhá, thầy bắt được cái ảnh này rất là vui các bạn nhìn. Cái người không biết làm bài tập ấy thì người ta rất là buồn các bạn này, mặt người ta rất là buồn. Đấy. Nhưng cái người mà không biết có bài tập ấy thì mặt lại rất là vui. Rất là vui. Thế cho nên là các bạn đừng mua, tại vì mua xong lại phải học đúng không? Mua xong lại phải học thôi. Đấy, cho đỡ phí tiền mà các bạn. Được chưa?